Cho nhìn kìa. Hả? Bên kia công già đói quá. Hay mình đem cơm cho ông ăn nha. Ông ơi, con có vắt cơm, ông ăn cho đỡ đói. Ăn đi ông. Thôi, lão không nhận đâu. Ông ơi, tôi có nước mưa mát lắm, ông uống đi cho khỏe. Ta uống rồi, cha không lấy gì uống. Thôi, ta không nhận đâu. Ông không ăn á, thì cất để dành đi đường cũng được. Cảm ơn lòng tốt của hai cha con, lão không nhận đâu. Để dành hai cha con lòng đồng mà ăn đi nghe. Ủa, sao kỳ vậy ta? Ông ta không lấy, tội nghiệp ông cụ quá cha. Ừ. Cha, hả? Nhiều người lúc này đang xin quá. Kỳ này cha con mình không mua nổi lúa giống, chắc cũng đi ăn xin giống ổng quá trời. Hả? Vàng nè cha ơi, ông đó là ông tiên đó cha ơi. Hả? Thôi, mình lại tạ ơn ổng đi cha. Dạ, con đội ơn ngài. Con đội ơn ngài. Ta thưởng cho lòng tốt của hai cha con đó. Hồ biên. Ăn đi con. Phèn. Con chó mà. Cha còn kiểu đó nữa, nó cắn chết đó. Chết cha mày chứ chết. Ừ, nó cắn rồi, nó cắn hết hai thằng rồi. Ta mới cột lại nè. Mà không cột nó vậy á, rồi nó đi theo cái thì sao? Trứng mày đặt khôn hơn vịt. Ăn đi con. Sao tự nhiên chán ăn cơm vậy? Cá nó không ăn đâu, nó thích ăn đùi gà. Vậy thôi ăn lẹ lẹ, quăng cục xương cho nó ăn đi. Rồi con chó này nữa. Chó mà cũng kén ăn nữa. Đồ chó đẻ. Con chó nó đẻ ra con chó, chứ chẳng lẽ ông đẻ ra con chó hả? Ừ. Ông nghĩ đi, con nó đang ăn ngon lành, cái mắt bỏ ra cho con chó nó ăn. Để nó ăn xong đi rồi nó liền ra cho con chó nó ăn, không được hả? Nói cho bà binh nó không à. Con không binh, binh ai bây giờ? Rồi, tới nữa rồi. Ai tới? Em trai yêu quý của ông qua chứ ai. Mượn mọc cái gì anh nữa ơi. Rồi, mệt quá. Giờ anh chỉ có muối, cho em mượn một chén. Chị em về trễ quá, em không kịp quá. Để tụi nhỏ ăn cháo lạc tội nghiệp quá. Muối mà không có tiền mua luôn hả? Làm biến cũng làm biến vừa vừa thôi. Anh cũng biết vợ chồng em đi cày thuê cày mướn suốt ngày mà. Tại vì chủ người ta chưa có trả công kịp thôi. Nói chung là không có tiền mua muối chứ gì. Không có tiền nó không có tiền đi. Tôi ghét mấy cái thứ mà giả dối đó. Không có cho mượn gì hết á. Tự kiếm tiền mua đi. Em mượn miếng muối thôi mà. Xong rồi em trả lại. Anh làm gì mà dữ vậy? Lúc mà cha mẹ mất, bao nhiêu ruộng vườn anh chiếm hết. Vợ chồng em phải đi cày thuê cày mướn cho người ta. Tụi em đâu có nói tiếng nào đâu. Cái gì? Chú nói vậy là ý gì hả? Ý của chú nói là anh của chú hả? Chiếm đất đai ruộng vườn, không để lại cho chú miếng đất nào hết hả? Không phải vậy hả chị? Đó, ông thấy không? Ông nghe em của ông nói kìa. Ê, mày qua đây mày muốn mượn muối hay là muốn đòi đất? Tại nói vợ chồng em làm biến nên em mới nói vậy thôi. Cha, ở dưới nhà mình có cái lu muối á, sao cha không cho chú uống một miếng? Mày, mày im cái miệng mày lại đi không, thằng mập. Trời ơi con, sao mỗi lần con nói là cứng họng hết vậy con? Rồi gì ở đây? Ôi trời, trời đất ơi, cái gì nữa đây? Đi đâu đây? Trời đất ơi, ai cho ông vô đây vậy? Hả? Ôi trời. Rồi mấy cái thằng gia đình này, ông ngoại đứng đó, rồi ngủ gục cái gì á? Sao ông thả chó ra, cắn người lại vậy? Hả? Chó cha đang cột, sao mà xịt được? Mày, mày nín, mày cắm cái hồng lại không mày? Hả? Lão đôi quá, đi không nổi. Cho lão xin miếng gì bỏ vô bụng nghe ra chú. Không có cái gì cho đâu, đi đi. Trời kìa, ơi cái đó không được. Trời ơi, trời ơi, trời. Cái gì vậy? Ông già, ông có mắt mà không có chồng hả? Hả? Chó ngọc, chó vàng của người ta ăn cao lương mỹ vị. Ông biết giá trị con chó này á, nó gấp 10 lần cái mạng ông á, ông biết không? Dám đồ chia phần của nó nữa. Người ta già yếu rồi, anh không sớ được miếng cơm trắng cho người ta sao? Mày, mày lo cái thân mày đi. Thân nghèo rớt mồng tơi, đối rã họng, mày đặt nhân từ nữa. Mày nhân từ quá, mày đem ổng về mày nuôi đi. Dòng cái thứ này á, tao biết quá mà.
cho một lần á rồi quen mùi tới sinh hoài à. Đi ra đi, đi về đi. Không, không quen mùi, không quay lại đâu. Một lần thôi, một lần thôi, một miếng thôi, lao đi hết nổi rồi. Tụi nó không có. Đứng đó một hồi á, tôi thả chó ra cắn nó chịu quá ngang. Khoan, khoan, xin gia chủ khoan thả chó. Cho lão xin miếng nước mưa cũng được. Lão đôi quá, lão đi hết nổi rồi. Đã nói là không có. Phương đi gia chủ. Đi đi. Nè, nè. Anh không cho thì thôi, làm gì dữ vậy? Người ta đáng tuổi cha anh đó. Mày dám dạy đời tao không mày? Đi ra khỏi nhà tao. Anh năn nở như vậy, thế nào cũng bị quả báo. Mình đi không? Trời, đi về nhà con. Có gì năn nấy không? Cây gậy đi nè. Quả báo nè. Quả báo hả? Hay quá. Chọi mà chọi cũng hụt nữa. Cái thứ gì đâu mà ở đâu vô ám người ta không? Bởi vậy tôi nói mình rồi, mua lại cái nhà của nó đi, để mình làm chuồng trâu. Cho vợ chồng tụi nó dọn đi chỗ khác cho khuất mặt đi. Anh em ở gần nhau nhìn cái mặt khó chịu rồi à. Ủa, sao thầy đồ dạy anh em như thủ túc mà ta? Thủ, tao thủ vô cái mỏ mày bây giờ. Mày từ đây về sau không có mở miệng ra nói một câu nào nghe mày. Nghe mày, im người tao nghe mày. Dạ. Đâu rồi? Ông tìm gì? Cây gậy. Cây gậy đâu rồi? Hả? Mày nhìn gì vậy? Mày lấy cái tay mày chỉ giùm tao cái coi. Mày chỉ cây gậy á hả? Sao nãy giờ mày không mở miệng ra mày nói? Cha có cho con nói đâu. Nhà con ở đâu con? Nhà con bên đó đâu? Bên đó đó hả? Dạ. Cái chòi đó đó hả? Dạ. Ơ, ông đi đâu vậy? Để cho lão đi. Sao ông đi vậy? Lão là vị khách không mời mà đến. Để gia chủ hao hụt chén cơm, lão ngại quá. Không ấy, cho lão một chén bỏ vô cái bị này. Lão ra gốc cây lão ăn. Chàng trai nghĩ sao? Thật ra cũng không có cơm đâu. Con chỉ có cháo thôi. Ông hớp miếng cháo loãng xong rồi ông kiếm nhà nào khá khá hơn xin ông nha. Ngồi buồn gặp chứ anh. Thôi vậy cũng được. Vậy mình đi nha ông. Ủa sao ông không đi? Chưa cổng sao đi. Con quên. Là mình phải hâm lại cho nóng. Nhưng mình biết là mấy hôm nay nhà mình hết củi rồi. Mà ông lão thì ông đang bị như vậy, cháo lại lạc, không có miếng muối, nguội ngắt nguội tanh, làm sao ông lão ăn được? Hồi đó giờ chưa thấy ăn mày nào xấu quơ xấu quắc vậy phải không? Bây giờ thấy là thấy ghê chưa? Vậy giờ mình tính làm sao? Nhà trống thì cũng lỡ trống rồi. Mùa mưa chắc cũng chưa tới đâu. Nhanh đi mình, ông cụ ông đói lắm rồi. Con nhìn nữa hả? Chứng tỏ là vẫn còn lạ phải không? Dạ con mời ông. Ông ăn đi cho nóng. Nhà con chỉ có vậy thôi hà. Ông ơi, ông ăn coi chừng phỏng đó. Ông ăn ông phải khỏi chứ. Khỏi? Còn nhiều quá ha. Để con múc thêm cho. Con mời ông. Dạ. Ah.
Mời ông. Vét hết còn bao nhiêu đây ta hả? Dạ, chỉ còn bao nhiêu đây thôi à. Cháu chảy thơm quá. Lâu lắm rồi ta mới có được một bữa no nê như hôm nay. Ăn mài mà dư vui vậy đó. Gia đình con tuy nghèo nhưng có lòng nhân đức, thật là hiếm có xưa nay. Ta biết một nơi có rất nhiều vàng, hãy theo ta, ta chỉ cho, gia đình con sẽ thoát nghèo. Kìa, sao lại chưa đi? Không ai nỡ lừa gạt những người có lòng nhân đức như vợ chồng con đâu. Cha, ông Tiên nói thiệt á, cha đi đi cha. Đi đi cha. Cha. Đi đi anh. Được lắm, chàng trai trẻ hãy theo ta. Hồ Biên. Ông Tiên. Ông Tiên ơi. Mình ơi. Ông Tiên ơi. Tiên đã mất tiêu rồi. Cô Hiển, ý lộn, ta quên. Có một mình ta biết được hả? Thôi cùng nhau đi bộ cho chắc ăn. Nào, lên đường. Vàng ở trong miệng con chó đa này, hai vợ chồng con muốn lấy bao nhiêu thì tùy ý. Ta đi đây. Mình gặp tiên Phật thật rồi mình ơi. Mình đâu, mình thò tay vô thử coi. Trời ơi. Vàng thiệt kìa mình ơi. Vàng thiệt. Đúng rồi, vàng thiệt rồi mình ơi. Để anh lấy nữa. Vàng thiệt. Vàng nhiều quá mình ơi. Hay quá mình ơi. Mình ơi, mình có nên lấy nữa không mình? Chắc là đủ rồi. Mình không nên tham lam quá đâu. Cảm ơn Tiên ông. Cảm ơn Tiên ông đã giúp đỡ vợ chồng con. Con cảm ơn ông. Cảm ơn ông Tiên. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Ông ơi, ông ơi ông. Trời ơi, chết rồi. Có chuyện lớn rồi ông. Có chuyện lớn rồi. Bà làm cái gì mà giống như ma đuổi bà vậy hả? Trời ơi, đám thợ của mình bỏ hết, đi qua chỗ ông Út làm hết trơn hết trọi rồi. Cái gì? Bữa nay nó còn dám mướn thợ làm nữa hả? Đất đâu nó làm? Trời ơi, nó mua đất hả? Dọc hết bờ đê của nhà mình hết trơn hết trọi rồi. Tôi cũng không biết tiền ở đâu mà nó làm quá vậy nữa chứ. Tiền ở đâu mà nó xây một cái nhà to đùng, mua cả một đàn trâu, ruộng lúa bây giờ của nó hả, rừng vàng bạc biển luôn. Đám thợ bỏ qua bên đó, nói mình hả là keo kiệt, rồi là khó khăn, rồi nói qua nói lại, nói chung là nói xấu mình vậy đó. Tôi nói thiệt với ông, tôi mà tìm được đứa nào nói xấu mình, tôi giả vô trong miệng đó. Cái tội mà đi đi biêu ríu tôi, keo kiệt bủn xỉn, tôi nói thiệt với ông nha. Tôi có keo kiệt thì kể cha tôi, kể cha ông luôn đi. Mắc cái gì mà đi qua nói xấu tôi hả? Tiền ở đâu mà nó có vậy? Đó mới là vấn đề. Không lẽ ai cho nó mượn vàng ta? Ai mà dám cho nó mượn? Mình anh chị ruột đó nè, mình còn không cho nó mượn thì ai mà dám cho? Ừ, không lẽ cha mẹ mình trước khi chết đã giấu giếm rồi để lại cho nó? Dám lắm nghe ông. Biết đâu cha mẹ biết trước á, là khi cha mẹ chết rồi mình không chia một phần đất nào cho thằng Út hết, nên cha mẹ quyết định là cho lén, rồi cái nó giả bộ nghèo khổ để cho mình không biết. Không được, cha mẹ làm như vậy là không được. Bây giờ mình phải tìm cách làm sao thưa nó ra, rồi hả kêu nó đưa cái tài sản ra làm sao chia cho vợ chồng mình. Bà bình tĩnh coi. Trời ơi, bà làm như nước sôi tạt vô mặt bà. Phải thật bình tĩnh mà xác định coi có phải đúng như vậy không. Còn xác định cái gì nữa, tiền ở đâu nó có, chỉ có cái đường đó thôi.
Chỉ có một cách thôi. Hoàn cảnh này tôi hiểu lắm. Dạ. Anh ta làm sao lấy cá đìa ăn nha. Dạ, cảm ơn anh. Em trời em ơi, rủ. Em ơi, em. Anh chị em hàng giống của anh. Trời ơi, lên nhà cao quá, bước bút sạc, sạc cái đầu gối luôn. Trời ơi, đỡ. Em không được nữa, khổ ghê. Trời ơi, nhà sao mà rộng rãi cao ráo, ném chút là leo không được rồi. Sao? Trời ơi bà ơi, ở trong nhà của nó trưng toàn là đồ quý không mà bà ơi. Vậy hả? Để đó tôi. Trời ơi. Ủa sao? Bà thấy cái gì không? Ông thấy cái gì trong đó vậy? Toàn là đồ quý không à. Tôi chưa thấy gì hết. Bà lại lãng quá. Gấp quá nhìn không kịp. Anh chị qua đây chung một lúc, qua đây chơi hay có chuyện gì không? Anh chị qua đây gặp em cũng có số chuyện. Có gì? Em ruột của anh dạo này mau ăn tấm lớn quá hen. Anh có duyên ghê. Hả? Làm ăn khấm khá. Quên á. Em ruột của anh dạo này làm ăn khấm khá quá ha. Ủa em làm cái gì mà em phất mau quá vậy? Em đâu có làm gì đâu. Em gặp may mắn thôi. Gặp may. Dạ. Gặp may có nghĩa là sao? Em không làm gì hết mà của cải có sẵn á hả? Hả? Em làm còn không đủ ăn nữa, lấy đâu ra của cải? Đó, ông thấy chưa? Nó nói là nó làm không đủ ăn thì làm sao có của cải như hôm nay? Có nghĩa là lấy ở đâu ra? Của ba má để lại. Giờ nó lấy hết phần của ông rồi. Bây giờ ông hỏi nó đi để lấy lại phần của mình nhanh lên. Thằng kia, bây giờ nè, mày nói quịch tẹt ra đi, khỏi mất thời gian. Của cải đó có phải là ba má cho mày, rồi mày giấu mày giếm, bây giờ mày mới đem ra mày bán để mày xây nhà, mày mua đất, đúng không? Đúng không? Không phải. Cha mẹ để lại bao nhiêu thì em phải nói cho anh biết để chia đồng đều chứ. Với lại cha mẹ để lại bao nhiêu anh nắm rõ hơn em mà. Bà qua đây để tao mừng việc chứ. Nè, tao nói cho mày biết nha, mày phải khai báo thành thật nha. Chứ tao mà kiểm tra thấy mày có những lời dối gian á nha, là tao đưa mày lên huyện đường đó. Lúc đó là có chuyện lớn nè. Là chuyện lớn á, đúng không ông? Em đã nói là không phải của cha mẹ mà của người khác. Cái gì? Mày nói vậy? Tự nhiên cái con người ta dư của đem lại cho mày để mày xây nhà, mày mua ruộng hả? Mày nói chuyện cho giống ở trong cổ tích quá. Hoang đường. Em cũng thấy hoang đường nữa. Em có nói anh chị cũng không tin đâu. Mày chưa nói là tao đã không tin rồi. Đúng rồi. Mà ai? Ai? Anh có nhớ cái ông ăn xin hôm bữa vô nhà anh không? Tào lao. Thời buổi đối khác vậy, ăn xin nó đông như ruồi á. Mà sao tao nhớ? Cái ông ăn xin hôm bữa vô nhà anh xin mà anh không cho, anh đuổi người ta đi đó. Trời ơi, em nói chuyện nghe mắc cười quá. Em nhìn chồng chị đi, từ xưa tới giờ có ăn xin nào vô nhà chị mà ông không đuổi ra không? Có ai mà ông rước vô nhà đâu. Rùi mũi, đu giọng, ông còn đuổi nữa mà. Anh ráng nhớ lại đi. Cái hôm buổi chiều mà em qua em xin anh chị chén muối, xong rồi có ông ăn xin, ông cũng vô xin lúc đó luôn. Ông làm cái gì mà hết hồn vậy? Có phải là ông già ốm như ma cây, rung như cày sấy mà ông sắp chết rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Đúng không? Rồi, mày đừng có nói tao là ông chết rồi cây, ông cho của cải mày để mày xây nhà, mày mua đất nha. Cái chuyện đó hoang đường quá. Ông không có chết. Cười. Ông là ông tiên. Hả? Ông tiên. Dạ. Chắc tao đứt ruột gì mày quá. Khoan đã. Hả? Ông tiên. Ông tiên. Ông tiên, ông xuất hiện ra, ông cho tiền mày. Mày mua nhà hả? Tiên không có cho em tiền. Tiên cho em vàng, nhiều vàng lắm. Ai tin? Ai tin? Em cũng không tin nổi nữa. Hôm đó em thấy ổng tội nghiệp quá, em mới đưa ổng về nhà cho ổng ăn chén cháo. Ổng ăn một lần hết nguyên nồi cháo của em luôn. Em chưa kịp ăn chén nào hết. Ăn xong rồi ổng nói là em nghèo nhưng mà em thương người, ổng mới cho em đó. Ông già mà ăn hết một nồi cháo. Ông già đó không phải là người mà là quỷ hay gì á. Tháo một mình ổng ăn hết nồi cháo luôn. Nó mới nói là tiên. Ông là tiên hả? Cho nhiều. Ông Kim đi theo ổng. Hồi đầu vợ chồng em cũng bán tính bán nghi. Ông dẫn tới một cái đình, có hai con chó đá. Hả? Chó đá sao nữa? Ông gõ vô con chó đá ba cái,
con chó đá mở miệng ra, ở bên trong có rất là nhiều vàng đó. Hả? Ông nói là muốn lấy bao nhiêu thì lấy, em thò tay vô. Nhưng mà vợ chồng em chỉ lấy vừa đủ để xây dựng cơ ngơi thôi. Cái đình đó nó nằm ở đâu? Tào lao quá. Sao tào lao? Hỏi là phải hỏi cho ngay cái điểm chính. Để tôi em ruột bây giờ em ruột có thể chỉ cho anh biết cái chỗ mà con chó nó đang đứng á, giúp giùm anh được không? Trời ơi, thì nó đã nói rồi đó, cái chỗ con chó đứng là ngay chỗ cái đình đó. Thì bây giờ vậy nè, cứ chỉ ngay con chó đó thôi, còn ông tiên á thì anh không cần thiết hen. Gì? Bây giờ không có ông tiên thì làm sao con chó đá nó hả họng để mình lấy vàng ra được chứ? Bà, ông này, bà tôi nói bà cao không nổi, bà biết một chứ bà không biết mười. Là sao? Gặp con chó đó đi. Con chó đá đúng không? Đúng rồi. Đập banh cái cục đá đó ra, hút vàng. Mới gì gặp ông tiên. Hai đứa hút cho nó nhanh chứ. Thôi má vô chi cho nó cực vậy. Em em chỉ cho anh cái con chó đó thôi. Còn cái chuyện mà gặp ông tiên hay không, không đó cần anh thiết. Tính sao? Giúp anh chị nghe em. Trời ơi dễ thương quá à. Phải chỗ này không? Chỗ này nè. Kìa. Chờ tôi vào với. Bà ơi, vào rồi bà ơi. Nè, chờ tôi. Đây rồi. Trời ơi, đúng là con chó đá nè ông ơi. Con chó đá của tôi đây rồi. À quên nữa. Bên nào ta? Bên nào? Tôi nhớ rồi. Thằng em yêu dấu của tôi nó nói là con chó đá bên tay trái. Cái vụ gì chứ cái vụ vàng là tôi nhớ dài lắm. Bên tay trái ông. Bên tay trái. Nhớ là gõ ba cái. Đây, bên tay trái đây. Vậy là bên này. Bắt đầu tôi gõ nghe. Gõ đi ông. Ui da. Chết cha rồi. Tôi nghe cái cốc luôn nghe. Có sao không? Trời đất ơi. Sao không đau? Cái tay này mà gõ vô cục đá, hỏi sao mà không đau? Thì ông nghĩ sao vậy? Nó là cục đá, lấy cái tay của mình gõ vô vậy gãy xương hết rồi, sao? Rồi. Hững vàng đi. Ông làm gì vậy? Tôi mới gõ ba cái đó. Ông gõ hay ông gãi? À vậy hả? Trời ơi, cái đó là ông gãi chứ ông gõ cái gì? Tôi nhớ rồi. Nó nói là đánh ba cái là gõ ba cái mạnh lên mới được. Đây. Mày chết mày với tao nè. Ông làm gì vậy? Tôi chọt vô cuốn họng nó ba cái là nó ói vàng ra. Ông nghĩ sao chọt vô mà nó ói ra được? Nó tức quá là nó nín luôn đó. Ủa vậy hả? Chứ gì nữa. Bây giờ gõ ba cái hả? Gõ ba cái. Rồi, chiều đi ý bà luôn. Rồi. Rồi chưa, chuẩn bị chưa? Để tôi hứng cái đã. Rồi chưa? Một nè, hai nè, ba nè. Vàng sẽ tuôn ra thôi. Không có vàng. Ủa cái gì kỳ vậy? Không thấy gì hết trơn. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Ủa cái gì kỳ vậy ta? Ông nhớ là con chó bên nào? Nó nói con chó bên trái. Chó bên... Trời ơi, bên đây làm gì là bên trái? Cái gì? Bên trái bên này. Cái gì kỳ vậy? Bà đứng chỗ đó thì bà nói bên trái bên đó. Tôi đứng đây thì con chó bên trái. Nhưng mà ông gõ tay trái bên này không đúng á, thì bên trái là bên này. Vậy hả? Còn bên này sao? Đúng rồi, thử đi. Rồi gõ đúng không? Rồi lẹ gõ đi. Một lên coi sao. Hai ba nè. Ủa sao kỳ vậy? Sao nó cũng không ói ra vậy? Thấy không khí không à ông ơi? Cái gì kỳ vậy ta? Vậy là làm sao? Bây giờ làm sao? Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Tôi nghe nói là phải có ông tiên. Ông tiên hả? Ừ. Ông tiên. Đúng rồi. Ông tiên ơi. Ông tiên ơi, kêu đâu trên đó? Trên sao? Nó nói là nó gặp ông tiên là cái ông ăn mày đó, rồi mới biến thành ông tiên. Hiểu không? Ông ăn mày là ông tiên hả? Thì đó. Như vậy là tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi với bà về nhà, bàn cho kỹ cái kế hoạch, bàn cho thật là tỉ mỉ, thật là chi tiết, cho thật là chính xác. Xong tôi với bà thực hiện theo kế hoạch đó. Được đó. Bây giờ đi về. Đi về. Cho cưng của ta, con có bị đánh đau lắm không? Đồ tham lam, ta sẽ cho ngươi một bài học, chừa cái tội dám đánh cho cưng của ta. Ai biểu? Biểu gì? Ông á, hở ăn mày ăn xin là ông đuổi ra khỏi nhà, có khi còn xịt chó cắn người ta nữa. Mà tôi thấy ông già đó cũng kỳ nữa, giả dạng hết người này người kia gạt người khác à. Tiên ông gì, sống không có chân thật gì hết trơn á trời.
phải tìm cho ra ông tiên đó mới được. Tìm bây giờ tìm ở đâu ra hả? Ông nói đi. Mà bây giờ tìm ra ổng cũng như không, tại vì mình đối xử với ổng như vậy, tìm ra ổng chưa chắc gì ổng cho. Ổng phải cho. Sao ổng biết ổng phải cho? Bà không biết gì hết trơn. Người ta thường nói là đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh người chạy lại. Với lại ông thấy mình thành khẩn, thế nào ổng cũng quay lại ổng cho. Bây giờ lỡ làm cái cách đó rồi mà ổng không cho thì tính sao? Thì làm cách khác. Bà hỏi tôi toàn là câu khó không à. Lỡ gì hả? Bây giờ bà phải đi kiếm hết ăn mày ăn xin ở cái làng cái xã này về đây thiết đãi người ta đàng hoàng. Ông nói cái gì? Trời đất ơi, có đi tìm thì đi tìm một mình ông già đó thôi, mình về mình lo cho ổng. Tự nhiên gom hết ăn mày ăn xin về đây lo, sao lo cho nổi bà... Mà chưa nói hết nha, ăn mày ăn xin mà biết ông cho ăn chùa hả, thì nó kéo cả làng của nó tới nhà của mình, rồi nó chay chét trong nhà của mình, rồi cái kho lúa của ông là nó bay sạch hết trơn, đừng có nói. Đó, bà mới nói đó. Ông tiên ổng biết là mình biết ổng rồi thì ổng dạy gì mà ổng biến ra ông già đâu nữa. Ông muốn biến, ổng là tiên mà, ổng biến ra cái gì không được, đúng không? Nhiều khi ổng biến ra ông già khàn hơn ông già đó làm sao, hoặc là ổng biến ra một đứa mới sanh ra làm sao, làm sao biết được. Cho nên bà phải mời hết tất cả về đây. À, giống như là mình bỏ vốn bước đầu đi, tới chừng mình thò tay vô bụng chó đá được rồi đó, mình hốt vàng về, mình hốt càng nhiều càng tốt, hốt gấp 5 lần, hốt gấp 10 lần để bù lại cái chuyện mà bỏ vốn ban đầu cho thỏa mãn bà. Ông nói tôi thấy cũng đúng. Thấy vàng là tôi mê à. Mà thôi. Thôi gì nữa? Nghĩ đến cái đám ăn mại vô nhà mình á, nó đầy trét, nó khố rách áo ôm. Trời ơi, tôi thấy nó gớm quá đi à. Bà gớm chắc tôi không biết gớm à. Nhưng mà bà ráng chịu đựng đi. Bà biết sao không? Sao? Tôi tưởng tượng ra cái cảnh mà tôi gặp con chó đá rồi nghe. Tôi thò vô bụng con chó đá, tôi chấp được cục vàng. Cái ông già này tôi tưởng tượng lộn. Vàng nghe, vàng cho no bụng nghe. Chừng nào hết á, hết cái đến đây lấy tiếp nghe. Cảm ơn ông bà. Dạ. Đây, múc đầy luôn nè. Trời, cảm ơn bà. Ăn no rồi, hết ra đây lấy tiếp nghe. Dạ. Trời ơi, bà thấy chưa? Bà thấy tội ghê chưa? Nhìn mà muốn rớt nước mắt luôn á. Đây. Banh vỏ ra bà. Ăn mày nè. Què quặt nè. Thôi đi. Cơ nhở nè. Cho tao nói đi, ưu tiên cho người ta đi, người ta tật nguyện. Đó. Thì nào ăn hết lại đây ông bà cho thêm nghe con. Nè, rồi, nè. Đưa đi. Dạ, cảm ơn ông. Trời ơi, thấy tội ghê chưa? Nhiều quá. Thấy chưa, tao mừng thấy chưa? Thấy chưa? Nó mừng mà nó cảm ơn ông bà, cảm ơn ông bà. Vậy đi con. Lầm. Ông Tiên ơi. Ông Tiên ơi. Tiên ơi Tiên. Để coi Tiên có đứng trên cây không. Trời ơi, ông nào trên cây mà ông nhìn. Ông Tiên. Nè. Hả? Ông làm cái gì vậy? Hỏi. Ông làm cái gì vậy? Bà không thấy hả? Thấy gì? Ông cầm kìa. Cầm đầu ông á. Thôi được rồi, để tôi hỏi luôn cho. Hỏi ông hỏi làm cái gì đâu không à. Thấy ông ăn mày đâu không? Không biết. Không phải xác ăn mày, nhưng mà hồn tiên. Đúng rồi đó. Thấy đâu không? Được không? Trời ơi, tôi nói thiệt với ông nghe. Ông Tiên ơi, ở đâu tôi không thấy. Mà tôi thấy mệt muốn đứt hơi rồi. Mệt quá à. Chịu cực chút xíu đi. Than hoài. Chịu hoài mà có thấy sướng đâu. Biết rã dọn vậy á, tôi kêu ở nhà đi. Một hai đồ đi theo. Ủa, ở nhà mình á, để cho mình ông lấy vàng hết hả? Quay. Cái gì? Nè. Tiến thẳng gặp ông Tiên. Tiên. Tạo cho ông Tiên một sự bất ngờ. Là sao? Cụi nè. Ông Tiên. À. Cho ít tiền đi.
Không phải ông Tiên. Ông Tiên có biết rằng tụi con đi tìm ông Tiên mệt lắm không? Ông thử ông hiện ra ông đi tìm con coi, ông mệt không? Trời ơi ông ơi, ông làm gì giống như chó rượt bà vậy? Trời ơi tôi mệt quá mà, tôi mệt quá mà. Bà làm cái gì giống như ma đuổi bà vậy? Ma đuổi cái gì? Ông đi về nhà mà ông coi đi. Trời ơi ăn mày ăn xin gì mà nó kéo cả đàn cái lũ lượt vô nhà mình kìa. Cười cái gì? Người nhà của mình hả, nấu đồ ăn không kịp bưng lên cho nó ăn nữa. Rồi nó đè ra nó giành giật, nó giành giật. Bây giờ sụp luôn cái bếp của tôi rồi. Ông Tiên thử mình đó. Tôi nói cho ông biết nha, Tiên là tôi không thấy rồi đó. Mà tôi thấy toàn là đám phàm phu tục tử hôi hám không à. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi thua luôn rồi. Ông giỏi ông về nhà ông tiếp đi. Trời ơi khổ quá, đã chịu đựng mấy tháng nay rồi, còn có chút xíu vậy nữa là hưởng lộc rồi. Ráng đi. Thì đó, tôi đã chịu đựng mấy tháng nay rồi đó. Bây giờ một phút nữa tôi cũng chịu đựng hết nổi rồi. Ông giỏi thì bây giờ ông về ông chịu đựng giùm tôi đi. Trời ơi tôi khổ quá mà. Thôi thôi thôi, đứng đây đi. Đứng đây chờ tôi khấn lần cuối coi, nhiều khi linh nghiệm sao. Bực bội hả? Tiên ơi, Tiên, ba hồn chinh với ông Tiên. Ông hiện ra ông cứu giúp vợ chồng con coi. Tụi con đuối lắm rồi, tài sản của tụi con cạn kiệt hết rồi. Ông Tiên ơi, ông này, thôi đi, không có kêu gì hết trơn trọi á. Ông kêu cũng không ai lên tiếng đâu, không có ông Tiên nào hết á. Đi về nhà liền, để đám ăn mày lấy đồ không có cái quần mà mặc bây giờ. Ê, bà, bà, nhìn kỹ à. Thôi được rồi. Mừng quá. Bà, ông Tiên. Tôi phát hiện Tiên trước. Nè. Tôi trước. Của tôi. Tôi phát hiện trước. Của tôi thấy thôi trước nghe. Tôi mệt phải lắm rồi nghe. Mệt gì? Bà nhường chồng bà chút xíu không được hả? Hả? Công nhận nha, cái mùi thơm trong người Tiên nó khác như người bình thường vậy đó. Cái mùi thơm mà nó cảm thấy khai khai sao á. Ông Tiên á nha, ông giận Tiên luôn á. Tiên đi đâu mà không hiện ra sớm cho vợ chồng con gặp vậy? Tiên có biết là mấy tháng nay nè, vợ chồng con đi tìm Tiên tốn kém lắm không? Dạ không, vợ chồng con tìm Tiên tha thiết da diết lắm không? Dạ. Vợ chồng con nói chung là đi tìm Tiên cực khổ lắm. Thấy Tiên là con thấy có nguyên cục vàng rồi. Dạ. Dạ. Một cục lòng tốt rồi. Dạ. Dạ. Khoan. Dạ. Dẫu ta có là Tiên. Dạ. Mà hai ông bà cứ xử vậy, ta giống Tiên sẽ phai quá. Tiên, không có đâu Tiên ơi. Thôi, ta chỉ là ông lão ăn mày chứ có Tiên Phật gì đâu nè. Ghét quá đi. Ghét dễ sợ. Tiên khiêm tốn quá hà. Dạ. Thật ra vợ chồng con ấy nghe, nhìn Tiên là biết ông Tiên rồi. Dạ. Nhìn Tiên á là thấy thương rồi. Tiên ơi, thật ra là Tiên tha lỗi cho vợ chồng con nghe Tiên. Cái hôm đó vợ chồng con có mắt như mù, dám hỗn xược với Tiên. Lỡ làm sai có một lần thôi mà hối hận cả đời với Tiên. Con ân hận quá mà. Tiên ơi, con xin lỗi Tiên nha. Tiên đừng buồn vợ chồng con nha Tiên. Thôi, tắm rồi, Tiên không có thích tắm cái nước này. Nước này nó rít quá hả? Dạ, có mùi. Dạ Tiên, dạ con xin lỗi Tiên. Ở đời không ai tránh được sự lỗi lầm. Dạ. Nhưng mà thấy hai ông bà có lỗi lầm mà biết ăn năn hối hận. Dạ. Khóc lóc như vậy làm Tiên cũng thấy thương quá. Dạ. Thôi, Tiên bỏ lỗi cho dạ, rồi đó. Cảm ơn. Dạ, hết giận rồi đó. Dạ. Thôi hai ông bà về đi ha. Dạ, cảm ơn Tiên nhiều lắm. Dạ, cảm ơn Tiên nhiều lắm. Dạ. Tốt quá bà, gặp Tiên là thỏa mãn rồi đúng không? Mãn nguyện quá rồi, thôi đi về đi. Đi về. Ủa, đâu có được.
Tiên gì nữa? Mấy thằng này tốn biết bao nhiêu là của cải mới gặp được Tiên. Đúng rồi. Đâu để cho Tiên đi dễ dàng như vậy được. Không dễ dàng như vậy được. Phải lôi Tiên về nhà để lấy vàng lại chứ. Dạ không, dạ không, dạ không. Để cái gì bà nói đi. Lấy lòng. Dạ, để lấy dạ. lòng. Dạ. Hôm nay ông có cái bánh tét ăn được rồi. Bỏ Trời đi, cái này mà ăn cái gì? Cái này bỏ đi, ăn cái gì? Ăn cao lương mỹ vị. Cái này để cho gia đình ăn. Không, nhiều khi đồ của Tiên để dành cho vợ chồng mình ăn. Mình ăn. Tiên ơi, con thấy vậy. Bây giờ Tiên không đói thì chiều Tiên cũng sẽ đói. Dạ. Nếu mà chiều nay Tiên không đói dạ. thì ngày mai Tiên cũng đói. Dạ đúng rồi. Nếu mà ngày mai Tiên không đói thì con sẽ giam Tiên đến khi nào Tiên đói thì vợ chồng con đãi cho Tiên ăn. Cái này không được nè, cái này bậy nè. Dạ không phải giam mà là giữ trong nhà. Dạ. Giữ trong nhà đãi ăn uống. Dạ. Dạ. Thật là lòng tốt của hai ông bà xưa nay hiếm gặp. Dạ. Mà nếu hai ông bà mà tiếp khách cái kiểu đó thì đằng nào cũng đói. Dạ. Thôi thì không thể từ chối được rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta cùng về nhà dạ. vậy. Dạ. Tiên ơi, con thấy Tiên già Tiên yếu rồi. Dạ đúng rồi. Con cũng già. Nhưng mà con thấy sức khỏe của con có thể là tốt hơn Tiên. Dạ. Thôi để vợ chồng con cõng Tiên về nhà. Dạ. Cõng đi mình. Dạ mời Tiên. Thôi khỏi. Thấy ta già già vậy chứ còn sức khỏe lắm. Hai vợ chồng lo cho thân mình đi. Dạ. Không cần ta đi vậy trước. Vậy mời Tiên. Công nhận Tiên tốt với hai vợ chồng mình quá. Sợ vợ chồng mình mệt luôn. Cõng Tiên về nhà mệt, sợ lấy vàng không được. Dạ, Tiên tốt bụng quá. Bây giờ vợ chồng mình qua cõng Tiên về để lấy lòng Tiên. Đúng rồi mình ơi, hay quá. Tiên. Ủa? 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 Ông Tiên mới đây đâu rồi? Mới đây đâu rồi? Sao? Trời ơi. Sao ông Tiên giống chơi trò, trốn tìm quá vậy? Hả? Trời đất ơi, bây giờ biết tìm ông Tiên ở đâu bây giờ? Bà hỏi tôi hỏi ai? Hồi nãy ông nói với mình là ông sẽ đi về nhà trước. Ừ. Đúng không? Có bao giờ ông lừa gạt mình không ta? Đúng rồi, có bao giờ lừa gạt mình không? Sao được? Tiên thì không bao giờ lừa gạt người thường. Chỉ có người thường lừa gạt Tiên thôi. Đúng rồi, từ xưa tới giờ Tiên lúc nào cũng tốt hết á. Không bao giờ lừa gạt mình hết. Với lại tôi xác định ông này là ông Tiên. Sao mình? Bởi vì ông đã quá phép, ông biến mất tiêu rồi. Đúng rồi mình ơi. Là ông Tiên, là thằng Út không bao giờ nói sai với vợ chồng mình đâu. Đúng rồi. Vậy là mình sắp có vàng rồi. Mình ơi. Thằng Út em ruột của tôi á, thấy nó tốt không? Tốt quá mình ơi. Tôi là anh đó, tôi cũng tốt luôn á. Tôi thấy mình hơi gian chút xíu nhưng mà được. Thôi, về nhà gấp. Để tiếp Tiên. Vậy. Tôi về trước nha. Tôi về trước. Không, ông chở tôi về trước. Tiên ơi, ông tới nhà mình chưa? Tiên ơi. Trời ơi. Tiên ơi. Đâu? Ông Tiên đâu? Trời ơi. Tiên. Tiên nghĩ sao vậy? Về nhà con rồi á, sao Tiên ăn mấy cái bánh rẻ tiền này chi vậy? Ông Tiên muốn ăn cái gì? Ông Tiên nói đi. Gà, heo, bò, vịt, hen. Người đâu? Thôi, kêu người cái gì? Nói thẳng tôi đi. Nói thích ăn cái gì, tôi vô tôi làm cho. Thôi, có cái gì sẵn đó, dọn ra ăn thôi, khỏi mất công. Đâu có được, Tiên. Vợ chồng con đâu có thể nào mà tiếp đãi Tiên sơ sài như vậy được. Dạ. Bà, sao ông? Vô trong bếp, giết mấy con gà. Giết mấy con heo luôn. Hả? Sẵn làm con bò tơi luôn đi. Rồi dạ. Lấy mà những cái thứ mà ngon nhất trong các con đó đó ra đãi Tiên. Trời ơi, nhiều vậy sao ông ăn hết? Ăn không hết hay không á là chuyện của ông Tiên. Còn con cháu tụi mình á phải có bổn phận đãi tiếp ông Tiên. Ăn Tiên ăn không hết bỏ. Thôi bây giờ vậy nè. Cái gì làm ăn đơn giản thôi, để ta còn phải đi nữa. Dạ. Đó, bà thấy chưa? Bà thấy ông Tiên thương vợ chồng mình chưa? Còn ngồi đó cười nữa. Đúng vậy. Giết một con gà thôi. Biết rồi. Trời ơi, sạc nghiệp quá. Còn cái này? Cái này để con ăn. Con cho ta ăn gì chắc ta chết quá. Dạ. Ông Tiên. Uống đi ông Tiên. Ông Tiên thấy ăn thịt gà của nhà con ngon không? Vợ con làm gà mái tơ cho Tiên ăn. Dạ. Tiên thấy thịt gà mềm không? Tiên.
Uống đi Tiên ơi. Nè, rượu này con ủ 3 năm rồi con mới đem ra, ai quý lắm con mới mời đó. Nè, dạ, uống hết giọt cuối cùng này luôn đi. Dạ đúng rồi đó Tiên, thường thân thiện mà quý lắm á, nhà con mới đãi rượu đó đó Tiên. Dạ. Tiên ơi, ngồi ăn chung với ông á, con thấy cảm giác nó ấm áp gì đâu á, giống như là ngồi chung, ăn chung với cha mẹ vậy đó. Dạ, giống như là cha mẹ vậy đó. Ăn nữa đi Tiên, ăn nữa đi Tiên. Dạ. Ngon không Tiên? Xong rồi. Bây giờ Tiên no thật sự rồi đó hả? Thôi giờ vậy, Tiên no rồi, Tiên không ăn nữa đúng không? Dạ, tới còn ăn. Hey. Quên, bây giờ Tiên ăn no rồi, bây giờ làm gì ta? Ăn no rồi, bây giờ cho Tiên ngủ. Ngủ. Hả? Ngủ đi Tiên. Ngủ đi. Rung Tiên ngủ. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Cái gì vậy? Bà về mẹ Tiên hả? Tôi quên, tôi lộn. Rồi để tôi ru lại. Gió mùa thu con ru mà ông ngủ. Ê bà. Hả? Tôi thấy mình làm nó sai sai gì á. Sai gì? Mình mời Tiên về đây ăn. Tiên ăn no xong có sức. Thì phải dắt Tiên đi tới cái chỗ của Tiên chứ. Mới về ru Tiên đúng ngủ. Đúng rồi, tôi quên. Kêu Tiên dậy. Dậy Tiên. Dậy. Cái gì vậy, mới thiêu kêu dậy hả? Dạ, không, dạ đúng không rồi. Không ngủ nữa, đi liền. Tiên ơi, Tiên no chưa? No rồi. Dạ. Thôi vậy nè, hai chồng muốn gì nói đi. Đâu có cái gì đâu Tiên. Đâu có gì đâu. Chủ yếu là vợ chồng con mời Tiên về đây ăn á, là để vợ chồng con chuộc lỗi đó mà. Hôm rồi mà tụi con có lỗi với Tiên đó. Dạ đúng rồi. Hai ông bà cực nhọc mấy tháng trời. Dạ. Tiên chưa bằng được ta. Dạ. Tiểu tới về đây. Dạ. Bắt ta ăn thiệt là no. Dạ. Chưa kịp lau miệng nữa đè xuống ngủ. Dạ. Ngủ mới thiêu đã bắt ta dậy. Dạ. Định mời Tiên ăn tiếp à. Thật ra thì hai ông bà muốn cái gì đây? Dạ. Dạ. Đúng Tiên là ông Tiên luôn á. Tiên hiểu được suy nghĩ của con luôn á. Dạ. Tiên đi guốc trong bụng cơ luôn á. Dạ, trông được non được già con luôn á. Dạ. Thôi lỡ Tiên nói như vậy rồi á thì con nói quịch tẹt ra luôn. Dạ. Dạ. Để cho Tiên hiểu. Dạ. Ở trên đời này sống là phải có công bằng. Dạ. Nhất là bậc Tiên thì phải làm cái gì đó cho nó anh minh, để cho người đời người ta học hỏi. Dạ. Đúng không Tiên? Rồi sao? Vậy nè Tiên, Tiên cho thằng em rồi á thì Tiên phải cho thằng anh. Dạ đúng rồi. Làm như vậy nó mới đồng điều. Dạ. Bữa trước Tiên cho thằng em con vàng bạc gì đó. Dạ. Đúng không? Bây giờ Tiên phải cho con là anh ruột của nó. Dạ đúng rồi. Mà hôm rồi nó đãi Tiên á rất là sơ sài, đúng không? Dạ đúng. Huống chi mà vợ chồng con nè đãi Tiên cao lương mỹ vị nè, thấy không? Dạ. Gà đồ không mà, gà mấy tơ đồ không. Cho nên Tiên cho vợ chồng con dịu dịu chút cái Tiên. Làm sao? Tiên làm con mất hứng à. Ý là Tiên dẫn vợ chồng con đến chỗ con chó đá đó. Dạ. Đâu tao đâu có biết. Tao chỉ là ăn mày thôi mà. Có mà Tiên, đừng có giỡn. Dạ. Với con mà. Chỗ chó đá có vàng đó. Con chó đá mà ngậm vàng hải miệng ra rồi cây thọt tay vô lấy vàng ra. Dạ đâu, đó. Tao đâu biết đâu. Tao chỉ là ăn mày thôi hả. Thôi mà Tiên. Thôi mà Tiên. Tiên giỡn với vợ chồng con hoài. Dạ. Nói tóm lại hai người đang cần vàng đúng không? Dạ. Vậy thì hãy theo ta. Đó, nghe chưa? Dạ nghe. Vậy mà ngồi đó cười hoài. Làm gì? Không vô lấy cái gánh đi đựng vàng. Nè bà, nhớ đem theo bà 4,000. Em biết rồi, không đủ mình nhét vô đồ cũng được. Tiên. Hả? Tiên thấy thương quá à. Thơm không? Tiên thơm. Tiên thơm quá. Hai con à. Ủa ông Tiên, vậy là con nào có vàng? Con nào? Con nào? Dạ. Bà cầm giùm tôi coi. Trời ơi, con chó này nó nhìn nó đẹp quá ông Tiên ơi. Ông Tiên, con thọt tay vô nghe ông Tiên.
Bà ơi, thấy chưa không? Tự nhiên tôi đút cánh tay vô họng con chó á. Sao? Tôi thấy cái cảm giác nó lạnh, giống như là có kim khí gì đó ở trong trong miệng con chó, nó tỏ ra bà ơi. Vàng đó ông ơi. Bà lấy bao ra đi. Bao ra. Đây. Bà nhớ nghe. Hả? Đây cái bao đó rồi á. Thôi. Bà cố gắng làm sao cho đầy hai cái thúng đó luôn nghe. Nghe. Rồi, tôi biết rồi. Gánh vác về không nổi á, kêu bọn gia đình gánh vác về nhà dùng. Ừ, tôi biết nghe. Rồi, lấy lẹ ra đi. Lẹ ông đi Tiên. Ông. Ông Tiên ơi, cô lấy ra nghe ông Tiên. Cái tay tôi nó đang là lạnh. Đụng tới vàng rồi đó. Nó muốn tay cống luôn đó bà. Đụng tới vàng rồi đó. Lẹ lên. Tới chưa? Cái gì vậy? Ô, lấy ra sao, đi. Sao rút tay ra không được? Sao rút ra không được? Rút mạnh ra. Ủa, lấy Tiên, ra. Ông Tiên. Ủa, sao vậy ông Tiên? Sao cái tay con bây giờ nó cứ ngắt ở trong miệng con chó luôn rồi ông Tiên? Vậy sao? Vậy đó là phần của ngươi đó. Phần gì đâu? Nãy giờ có lấy cục vàng nào đâu phần. Chưa có lấy gì hết. Ông Tiên, ông đừng có giận với con nghe ông Tiên. Ông nói với con chó cho con lấy cánh tay ra được đi ông Tiên. Ngươi hãy đứng ở đó mà suy nghĩ những việc của ngươi làm đi. Tôi có tội tình gì đâu mà suy nghĩ. Tôi đối đãi với ông Tiên đàng hoàng quá mà. Con mời ông Tiên về nhà rồi con đãi ông Tiên ăn tràn bán ngọng rồi. Ấy. Dạ không phải. Con đãi ông Tiên ăn no nê phủ phê rồi. Dạ. Thì bây giờ ông Tiên trả ơn cho con đi. Dạ, trả ơn đi ông Tiên. Ông Tiên, con hiểu rồi. Cái kiểu này là chắc chắn con chó đó lột cánh tay con với cánh tay ông rồi đó. Hả? Ông Tiên ơi, đây là cánh tay, còn đây mới là cục xương. Ủa? Ông Tiên đâu rồi? Trời đất ơi. Hả? Ông Tiên đâu rồi? Đâu rồi? Tiên ơi. Trời đất ơi. Ông Tiên. Ông Tiên ơi. Tiên ơi. Ông Tiên. Ông đừng có giỡn nghe ông Tiên. Ông đừng có chơi trò trống tìm với tôi nghe. Ông Tiên ra giùm con ông Tiên. Ông Tiên ơi. Để em. Bà phụ, bà kéo cái tay tôi ra giùm cái coi. Để đi. 1, 2, 3. Dạ. 1, 2, 3. Ây da, bà làm gì vậy? Tôi kéo tay ông đây. Tôi là con người chứ không phải là con thú đâu nghe. Bộ biết đau hả? Cái nhẹ nhẹ thôi. Bà giật ra là còn cái cùi không á, chứ không còn bàn tay tôi nữa đâu đó. Hả? Ủa, nhưng mà giờ giật nhẹ thì làm sao mà kéo được cánh tay ông ra? Thôi. Bây giờ vậy, bà chạy về nhà, bà lấy cây búa tạ lại đây cho tôi. Ủa, mà lấy làm gì? Đập bể con chó này ra để lấy cái tay tôi ra. Trời ơi, ông nghĩ cái gì mà kỳ cục vậy? Nghĩ cái gì kỳ cục? Trời ơi, ông nhớ lại đi ha. Ông xịt con chó á, cắn ông đuổi ông ra khỏi nhà là ông đã cho con chó đá nó cắn cái tay ông rồi. Bây giờ á, lấy cái búa mà đập bể con chó đá này á là ông cho con chó nuốt chửng ông biết không? Vậy hả? Chứ sao nữa? Công nhận thằng cha Tiên này thâm độc thiệt. Ông biết tội tôi rồi thì thôi, ông còn dụ tôi đãi cho ông ăn tràn bán họng rồi. Chưa tha tội cho tôi, bây giờ bắt con chó ngậm cái tay tôi lại nữa. Cái gì vậy? Cái gì làm hết hồn vậy? Tôi chợt nghĩ ra rồi. Kỳ cái gì? Không phải cái chuyện á mà ông kêu con chó xịt cắn rồi đuổi ông ra khỏi nhà mà ông trừng phạt ông vậy đâu. Mà ông nhớ đi, trước khi ông đi, ông có nói là ngươi hãy đứng đây mà suy nghĩ những chuyện ngươi làm. Có nghĩa là ông kêu mình đứng đây nói ra hết những cái tội ác của mình gây ra, rồi mình nói trong sự thành khẩn kể hết, rồi mình hối lỗi á, sẽ cho con chó cho vàng mình lẻ hơn. Mình nói đi, mình có bao nhiêu tội ác mà mình nói hết đi mình. Bà nói gì vậy hả? Tôi có làm gì tội ác đâu mà tôi phải thành khẩn, tôi phải ăn năn hối cải hả? Bà làm gì vậy? Mình, bà cười gì? Mình nói chuyện như giỡn vậy đó. Em ở với mình đó mười mấy hai chục năm em còn thấy mình ác nữa mà. Hả? Sao mà ông Tiên ông mới gặp ông phát hiện ra được. Bà vừa phải tôi nghe, tôi ác cái gì? Nè, em nói cho mình biết nghe chưa. Mình á là mình tội đầy luôn chứ không có tội cái gì. Tội thứ nhất á là mình có cha có mẹ mà, mình đâu có lo cho cha mẹ mình cái gì đâu. Không hề lo cái gì hết trơn á trời á. Đến khi cha mẹ mình chết rồi á, còn lập mưu tính kế để mà lấy hết tài sản của cha mẹ mình để lại, không cho thằng Út một cắc. Đã vậy á, còn dành hết đất đai cho nó có một chủng chút xíu vậy nè, để nó dựng cái chòi nó ở chứ không có được cái nhà. Ừ thì cái đó cái đó là tham lam. Đó, cái đó là không có tình nghĩa với anh em. Còn cái tội thứ hai nè, cái tội này nó mới kỳ nè ha. Tội gì? Ở nhà thì có của ăn của để dư giả rồi, ăn tràn bản họng hết rồi. Đã vậy gia đình nó nghèo mà, nó làm có nhiêu tiền đâu. Vậy mà mỗi lần ông trả lương người ta, ông phải cắt chút, xén chút,
tặng lại chút để làm gì hả? Ừ thì cái đó tôi tiết kiệm để cho mẹ con bà hả. À, cho mẹ con tôi, mẹ con tôi không có ăn mà ông giữ trong nhà không hà. Còn cái tội thứ ba mới quan trọng nè. Tội gì? Ăn mài ăn xin gì tới là ông xịt chó đuổi cắn chạy hết ra khỏi nhà hết. Nhiều khi chạy ra khỏi nhà mà không còn cái quần để mặc luôn à. Rồi ông lấy cái quần đó ông làm cái gì? Làm cái gì? Làm nùi dẻ mà cũng lấy của người ta làm cái gì hả? Tôi có cảm giác là bà không phải là vợ tôi á, bà là vợ của ông Tiên á thì phải. Trời đất ơi, tự nhiên vạch tội của chồng ra cho mọi người biết là sao hả? Chết cha, tôi quên. Kiếm tôi cái gì tôi ngồi coi. Mổ quá rồi nè. Ở đây có gì đâu ngồi. Thôi ngồi đại xuống đây đi. Phải là ngồi kề cận với con chó vậy. Cho ngồi chút xíu nha. Ê, trời ơi, nhìn ông với con chó sao tôi thấy ông hèn quá. Tôi thật sự con chó nó đứng sưng sững mà ông ngồi là nhìn hèn đúng rồi. Bà vừa phải tôi nghe. Mà khoan vậy nè. Vậy nó ngậm đến chừng nào nó thả? Chẳng lẽ tới tối luôn hả? Đó. Cái miệng ăn lá mờ đó. Nói chuyện là thú quắc. Cái này á, tôi nghĩ là ông Tiên đã thử thách cái lòng kiên nhẫn của tôi thôi. Thấy tôi thành tâm sám hối á, thì chắc có lẽ là một hồi ông hiện ra, rồi ông kêu con chó nhả tay tôi ra, rồi ông cho vàng gánh về thôi à. Vậy hả? Ừ. Thiệt không? Hay là ông cho ngậm suốt đời? Rồi cuộc đời của tôi sẽ như thế nào đây? Tôi còn có tương lai của tôi nữa chứ. Tương lai gì? Trời ơi, ông ơi. Tôi đói quá rồi, ông ơi. Có mấy cục vàng mà phải khổ thân vậy sao trời? Ông ơi, tôi đói. Cái gì vậy? Đói. Bà đói, chắc bà là con người. Còn tôi không phải con người à? Tôi là con chó đá hả? Bà làm cái gì mà tôi đã mệt rồi còn đu ở trong người tôi vậy? Tôi đói. Một cái quần tôi bây giờ đây nè. Bà đứng dậy bà nói chuyện với tôi đàng hoàng coi. Nói gì giờ? Bà định chuộng về mình bà phải không? Bà bỏ đói tôi ở đây đúng không? Trời ơi, thì trước sau gì em cũng phải để cho tôi về, để cho tôi nấu nướng rồi tôi còn bưng đồ tới cho ông ăn nữa. Chứ chẳng lẽ để hai đứa ở đây chết đói hả? Ừ, bà nói vậy tôi nghe cũng được. Mà bà về rồi, bà nhớ nấu nướng lẹ, bà đem ra cho tôi nghe. Tôi biết rồi, nghe tôi dặn nè. Cái gì? Thôi ở lại á, thành khẩn sám hối tội lỗi của mình đi. Biết đâu á, ông Tiên cũng nghe được lời thành khẩn của mình, ông tha tội cho, lấy tay ra được còn lấy vàng về nữa. Thôi mệt rồi quá, bà về lẹ đi. Bà nhớ đem cơm lại cho tôi á, rồi đem cho tôi cái ghế, đem nước cho tôi, rồi đem cái gì mà để cho tôi tè tôi ị á. Cái ống nhổ. Nhớ đó. Biết rồi. Đi lẹ đi. Ghê gì đó. Bà khổ chắc tôi sướng à. Vàng bạc đâu không thấy. Thấy cái bụng đói đem về. Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè trời. Bà làm cái gì mà giờ này mới đem ra? Cái gì mà lâu quá vậy hả? Thì cũng từ từ nấu nước rồi nấu cơm, rồi mới đem ra đây đút cho ông ăn chứ. Đút miếng nước coi. Hả? Ông ra coi. Ủa mà cha. Cái gì con yêu? Cha thò tay vô chổng á, cha có cảm giác gì không? Mày ngồi đây đi, mày biết cảm giác sao? Nói chuyện ra, nói câu gì đâu không à. Bà dẫn cái thằng mập mày ra đi chi vậy hả? Trời ơi, hở cái la nạt nộ con cái à. Thì nay mai gì á cũng phải có người thế tôi thăm nuôi ông chứ. Chứ chẳng lẽ vợ tôi ở kè kè với ông suốt ngày suốt đêm ở đây sao được? Tôi biết mà. Hai mẹ con bà định chạy làng phải không? Chạy làng gì chạy làng? Chạy qua xóm mượn đồ về nấu cho ông. Không sao đâu cha, có con đem cơm cho cha mà. Ừ. Nhìn cha thấy thương quá. Vậy có hiểu với cha con. Mỗi lần mà cha đi tè, đi ị chắc khó lắm ha. Mày thấy tôi đang ăn không mày? Mày nói chuyện tôi rụm mà. Mày dẫn cái thằng mập này về em tôi coi. Thôi ông đi, khổ quá. Con á bây giờ nó còn nhỏ nó không biết nữa, hỏi cha hỏi mẹ. Cha mẹ làm ơn nhẹ nhàng giải thích cho con nó hiểu, chứ mỗi lần nó hả họng nó hỏi ra là nạt vô trong mặt nó. Rồi mai mốt nó gặp người ngoài á, nó thấy gì nó không biết, nó không dám hỏi, rồi nó ngu luôn rồi sao. Tôi có đem theo cái ống nhổ cho ông á. Ông ăn xong rồi có muốn đi muốn gì trong đó thì đi đi. Đúng rồi đó cha, cha đi nhớ kỹ kỹ nha, coi chừng người ta đi đường người ta thấy người ta cười đó. cười mãi cha mày, cứ cười ai hả? Ông còn sống đây mãi đâu người ta cười. Trời ơi, sao tôi bị con làm gì vậy nè trời.
Tôi hối hận rồi ông Tiên ơi. Tha lỗi cho con đi ông Tiên ơi. Ông, ông sao vậy? Sao không chịu ngồi mà đứng đó? Bị gì hả? Tôi sắp gần đất xa trời rồi bà ơi. Cha ơi cha, cha sắp chết rồi hả cha? Ý trời, sao con nói bậy vậy con? Thì thôi, ông hối cải đi. Ông nói với ông Tiên là ông hối cải, ông nhận lỗi của mình. Ông thành khẩn đi. Rồi để ông Tiên ông tha thứ tội, rồi rút tay ra rồi đem vàng về. Bà nói nghe hay quá. Tôi đã xin lỗi cả trăm cả ngàn lần rồi. Mà ông Tiên, ông có chịu nghe đâu. Ông có thấu lỗ tai ông đâu. Con trai mập yêu dấu của cha. Dạ. Mai mốt mà con lớn lên á, con đừng có giống tính cha nghe con. Dạ. Con gặp người nào khó khăn á, con phải chia sẻ. Gặp người ăn xin ăn mài á, người ta xin cái gì cho cái đó nghe con. Dạ con biết rồi cha. Ừ. Không được xịt chó cắn người. Ừ. Không được bày mưu tính kế cướp của ai. Ừ. Không tham lam. Ừ. Không. Thôi. Mà nói nhiều quá. Làm theo những điều mà cha nói được rồi. Vậy đời tao hả? Thôi. Con nó đã nghe lời nó nhắc lại đúng cái lời đó là ông dạy nó thôi mà ông cũng la con nữa. Ôi da. Hả? Ây da. Gì vậy? Sao? Sao tôi đau quá vậy ta? Đau sao? Đau đâu? Ôi da. Mà da. Mà ông bị cái gì? Mắt tè. Hả? Mắt tè hả? Cái ông nhổ đâu? Ông nhổ đâu? Ê chết. Trời ơi tôi đi mà tôi quên mang theo rồi. Trời ơi chết tôi rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Giờ ông kẹp chân lại đi. Cha chờ con về con lấy nha. Dạ thầy dạy con á, không được phóng uế nơi công cộng. Thôi. Cái tướng mập của mày á, đi về tới nhà đem cái nhỏ tới đây á là tao thè trong quần luôn rồi. Chứ bây giờ tính làm sao bây giờ đấy? Bây giờ hai ba con bà làm gì? Ông của trả đá đây vô bùi lùm giùm tôi một cái. Để cho tôi nhẹ người cái phụ mẹ dạ, cái dạ. Trời ơi nặng quá. Trời ơi tôi khiêng không nổi nè ông. Trời ơi cố gắng lên coi. Nặng quá. 1, 2, 3. Chắc trùng chết cho bà ơi. Ông ơi chắc tôi cục xương sống quá. Bà kia không nổi bây giờ khoan sao đây. Chẳng lẽ bây giờ bà để tôi chạy trong quân. Bây giờ tôi biết làm sao. Tôi nói thiệt với bà nha, hai mẹ con bà nhẫn tâm lắm. Tôi đã mặc thè mà bây giờ bà để tôi đứng ở đây. Ông nói cái gì vậy? Rồi bà con qua lại nhìn vô mặt tôi. Tôi biết nhìn ai. Cha. Hả? Bà nói đi. Cái gì? Cái tay của ông kìa. Cái tay tôi lấy ra được rồi. Chứ hồi nãy cái tay tôi á nằm ở trong đây nè. Chạy. Tiếp chiêu của đệ đi chứ. Đệ ra tay nhanh quá sao mà đỡ kịp. Ta chịu. Sao vậy huynh? Ngày nào cũng đầy sách thôi. Đâu có lượng nhỏ. Khoan đã. Huynh nhìn kìa. Ông đó có vẻ lạ lắm. Ha. Nhìn cũng lạ. Qua đó xem. Xin cho hỏi, con chim này là con chim gì vậy? Chắc là để nuôi lấy tiếng, chứ không phải là để ngắm. Tại vì nhìn con chim này không được đặc sắc. Chim này không phải để ngắm, mà cũng chẳng phải để nghe. Nếu nói để ăn thịt á thì cũng nhỏ quá, bỏ bụng cũng chẳng dính kẻ răng nữa. Chim thần ăn đâu cần cầu no. Chim thần hả? Nếu như nó không cầu no thì cầu gì? Ai ăn được chim thần này sẽ được làm vua. Làm vua? Nói vậy, nếu như cả hai huynh đệ chúng tôi cùng ăn thì cả hai cùng làm vua hả? Ta nói như vậy, tin hay không là tùy các ngươi.
Vậy con chim này là bao nhiêu tiền? 4.000 quan, không thêm không bớt. Đưa về nuôi đúng 3 tháng 10 ngày mới được ăn. Chỉ cần ăn một miếng, tự khắc phú quý sẽ trùm thiên hạ. Vậy ông có chắc là anh em tôi đều được làm vua không? Đã mua thì không được ngờ, đã ngờ thì được mua. Không phải có tiền là mua được con chim này đâu. Cũng không phải đã mua là ăn được thịt chim. Phải có duyên, có số, phải có tài. Chim này thì đằng nào cũng không thể dành cho kẻ tầm thường được đâu. Hai người về đi. Ông nói có thật không vậy? Ông ta đã nói, đã mua thì đừng ngờ đâu mà. Quên nhìn kìa. Ủa, ông mới đó mà, đi đâu mất tiêu rồi? Lỡ như ông đã ông lừa mình thì sao? Huynh thì thấy ông thật, ông rất bất cần, để không thấy sao? Thì ông muốn lừa mình, ông phải làm như vậy chứ. Vấn đề là ông không có kêu mình mua. 4.000 quan lận đó, nếu như mẹ biết mình lấy 4.000 quan tiền để mua con chim đó, mẹ chửi mình chết. Đệ muốn làm vua thì phải nghĩ lớn, đừng có lèm bèm nữa. Vấn đề ở đây là làm sao mình lấy tiền trong rương của mẹ mà mẹ không biết. Huynh muốn có con chim đó. Hai đứa mua con chim xấu quắc này đó hả? Muốn mua chim sao không nói mẹ mua cho? Không đâu mẹ, con chim này không phải là con chim thường đâu. À, con muốn từ nay nhỏ Xuân không làm việc gì ở trong nhà mà phải lo cho con chim này. Xuân ơi Xuân! Nè nè nè, con Xuân không làm gì hết, chỉ lo cho nó thôi đó hả? Vậy là nó hơn mẹ rồi đó con. Nói cho mẹ nghe coi, con chim này có cái gì mà quý giá dữ vậy? Dạ, cậu kêu con. Tụi ta có chuyện về nhà vài ngày, phải trở lại trường. Con chim này ta giao phó cho người. Phải, cho ăn uống đầy đủ, tắm rửa kỹ càng, tuyệt đối canh chim không được lơi mắt. Ngoại trừ mẹ của ta thì không cho ai được phép đụng vào. Nếu có chuyện gì phải báo ta ngay lập tức. Người phải chăm lo cho con chim này cho tốt. Sau 3 tháng 10 ngày ta sẽ thưởng cho ngươi 3.000 quan tiền. Nhưng nếu làm cho nó chết hoặc là bay mất thì ta quyết trị tội không tha. Nè 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 nè, nói cho mẹ nghe coi, cái con chim này nó quý giá chỗ nào? Nếu không thì mẹ đành phải nghĩ hai đứa con của mẹ học quá nên quá khùng rồi đó. Mẹ ơi, chỉ cần mẹ phụ con chăm sóc nó thì sẽ có ngày mẹ sẽ tha hồ hưởng phúc. Dạ, dạ, hai cậu cứ yên tâm đi học, để con chim này cho con chăm sóc cho. Nhìn thần thái của sư phụ á, có vẻ là sư phụ biết được một điều gì ảo diệu lắm đây. Ta vừa bấm độn, biết được ở phía nam có một con chim quý. Ai ăn thịt được con chim đó sẽ được lên làm vua. Ta sẽ tìm được nó sớm thôi. Ăn thịt chim sẽ làm vua? Vậy sư phụ mau mau đi tìm nó đi. Việc nhà đã có đệ tử lo rồi.
sư phụ á mà làm vua là đệ tử được thím lấy. Tao vậy hả? Mang hết đất đai ruộng vườn nhà cửa, ta sẽ không cần trở lại đời sống này nữa. Còn ngươi, tìm chỗ nào lánh thân, ở đó đợi ta. Sau khi ta đăng cơ rồi, sẽ có chỉ dụ tìm ngươi sớm thôi. Thần tuân chỉ, thưa bệ hạ. Ngày nào cũng như ngày nấy, không có gì mới lạ, thiệt là chán chường. Bà chủ ơi, bà chủ coi nè, con chim á càng ngày càng tròn, lông nó mượt hơn so với lúc mới đem về á bà. Mượt thì đã làm sao chứ, ta ghét cái màu xám xịt của nó nhất đó. Được có hai thằng con thì cứ vắng nhà biền biệt hả? Lúc về á thì không lo làm cho mẹ vui, chỉ lo chăm bẵm con chim này. Trời, con thấy bà là sướng nhất rồi, không có ai được bằng bà hết á. Bà không phải làm gì, cũng không có việc gì phải lo toan hết á. Ngươi thử không phải làm gì, không phải lo toan thử coi có sướng không. Xin chào, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Dạ, có gì không? Tôi là thương buôn, muốn tìm kiếm khách hàng để buôn bán. Ở đây tôi thấy nhà kính cổng cao tường, chắc là giàu có lắm. À, vậy anh tìm đúng người rồi. Bà thích mua đồ nữa, tôi nghĩ là bán được á. Trong nhà có đàn ông không? Ủa, bà anh hỏi với chi vậy? Tôi hỏi để tiện buôn bán thôi. Bà chủ tôi có hai đứa con trai, mà hai cậu đi học rồi, không có ở nhà hết á, có tôi với nhỏ người làm không à. Vậy phiền anh vô nói với bà chủ giúp tôi. Được. Dạ, thưa bà chủ. Chuyện gì đó? Dạ, có người tặng quà cho bà chủ. Hả? Cái gì? Ai có quen biết gì không mà tặng quà cho ta? Dạ, ổng là một thương nhân từ xa, nghe danh bà chủ lặn lội tới đây tìm. Nghe danh ta? Dạ. Ta thì có danh gì chứ. Ổng đâu rồi? Dạ, ổng ở ngoài bà chủ. Bà chủ, cho vô bà chủ. Bà chủ ơi, hai cậu không có ở nhà, mà hai cậu dặn con á phải chăm sóc con chim này cho kỹ, không có cho người lạ vô, lỡ có chuyện gì rồi sao bà chủ? Cho vô. Dạ. Mời Giang vô nhà. Nàng vô đi. Chàng ngồi đi. Sao mình không có ưa cái tên này? Nhìn cái cách đáng ngờ lắm nha, dám kêu bà chủ bằng nàng. Đã vậy còn hỏi con chim của mình nữa chứ. Trời, lỡ hai cậu mà biết được chuyện này á là mình chết. Phải đem con chim tuốt ra sau nhà, rồi mình kêu ông ấp canh phụ mình. Đẹp quá. Màu này đẹp thiệt đó chàng. Đẹp là nhờ được ướm lên người của nàng. Chàng nói quá rồi. Xưa nay người ta chỉ nói người đẹp nhờ lụa, chứ có ai nói lụa đẹp vì người bao giờ đâu. Vì người đặt ra câu đó không nhìn thấy nàng lúc này. Miếng lụa này nếu không phải là nàng, thì dẫu có là hoàng hậu Dương Phi cũng là đồ bỏ. Thiệt sao chàng? Vậy tới bây giờ thiếp mới được gặp chàng, có nghĩa là thiếp đã phải chịu mặc đồ xấu, đeo trang sức xấu bao nhiêu năm nay rồi sao? Xấu thì không xấu, nhưng từ nay nàng sẽ là xu hướng. Tất cả đàn bà phụ nữ hễ nhìn thấy nàng là đều bắt chước theo nàng. Thiếp thích như vậy lắm. Chàng ơi, chàng ở lại đây bao lâu vậy? Tùy nàng muốn ta ở lại bao lâu. Vậy chàng ở lại đây lâu lâu nha. Được lựa đồ nè, được nói chuyện với chàng, thiếp thấy vui gì đâu á. Trời, bà chủ hơn ổng cả chục tuổi mà cứ thiếp thiếp chàng chàng, ghê quá à. Hai cậu chủ về mà biết được thì sao trời. Phải dè chừng coi hắn có mục đích gì khác không.
đẹp quá trời ơi. Nàng ơi, một mình nàng ở trong ngôi nhà rộng lớn vậy, chắc là quạnh quẻ lắm. Còn phải nói, bởi vậy thiếp chán đời, tối ngày ra vô, ngoài mua sắm ra thì chẳng còn niềm vui nào khác. Nhưng mà giờ gặp được chàng, vui thiệt là vui. Sao nàng không trồng bông trồng hoa, hay là nuôi chim thú cho nó vui? Ba cái đó mà vui cái gì, giờ giấy muốn chết hả? Nghe nói nhà nàng có con chim quý lắm, sao ta không thấy? Có, nhưng mà không phải của thiếp. Hai thằng con của thiếp đi mua ở đâu về á, rồi cắt cử riêng một đứa tớ gái để trông coi. Mẹ nó thì bỏ bù lăng bù lóc, còn con chim xấu xí đó thì được chăm bẩm từng chút một. Bởi vậy thiếp chán dữ lắm. Chắc hẳn là con chim quý lắm. Nàng cho ta xem qua được không? Được chứ, chuyện đó dễ mà. Xuân. Dạ. Vô tao biểu. Dạ, ba gọi con. Người đem con chim vô đây cho ta. Dạ bấm bà, không có được. Trời ơi, con nhỏ này, bà kêu mày mau đi ra, đem con chim vô đây. Dạ bẩm, hai cậu dặn con như thế nào á thì bà cũng biết rồi đó. Tuyệt đối không cho người lạ nhìn ngó con chim. Lỡ có gì á, tánh mạng con khó toàn. Con không dám đâu bà ơi. Con nhỏ này, muốn làm mất mặt ta sao? Ta kêu đem vô ta coi. Dạ bẩm bà, nếu có một mình bà thì đâu cần kêu con. Mà ngặt nổi, có người lạ ở đây nên... Ngươi... Thôi, nàng đừng ép nó. Dù sao nó cũng nghe lời chủ thôi mà. Cứ đi đi, đi đi. Cái nhà này riết rồi loạn hết à. Hai đứa con, rồi bây giờ kẻ ăn người ở cũng phản mình nữa. Chàng coi đó, thiếp cô đơn lắm. Chàng ở lại đây với thiếp lâu lâu nha. Nàng đừng lo, từ nay sẽ có ta ở bên cạnh nàng. Sao mà lâu dữ vậy? Làm người ta chờ muốn chết luôn hả? Ủa, sao vậy chàng? Bộ có chuyện gì hả? Đúng là có chuyện. Ta không muốn rời xa nàng, nhưng... Rời xa? Chàng sắp đi sao? Ta sắp đi xa rồi, cho nên ta tới đây để từ biệt nàng. Không được, không đời nào. Không gặp thì thôi, bây giờ gặp chàng rồi, chàng bỏ đi như vậy, làm sao mà thiếp sống nổi? Suy đi tính lại, ta thấy sống lang bạc kỳ hộ quen rồi, nay tự buộc mình vào một chốn không quen. Nàng thương ta, nàng hiểu cho ta, nhưng còn con nàng, rồi người ăn kẻ ở trong ngôi nhà này, họ đâu có xem ta là người đàn ông của nàng. Đứa nào không chấp nhận, thiếp đuổi hết. Nhà này là nhà của thiếp mà, chàng lo gì chứ. Nhà của nàng thì đúng rồi, nhưng chỉ một chuyện cỏn con như vậy. Nàng biểu tụi nó đem con chim lên cho ta xem, mà tụi nó không chịu làm. Huống gì... Mà thôi, ta không muốn làm nàng khó xử đâu. Từ biệt nàng. Chàng, tưởng gì? Thì ra chuyện đó làm chàng nghĩ ngợi hả? Nếu mà chàng muốn á, thiếp làm tới nơi cho chàng coi. Chàng muốn thiếp làm gì, chàng nói đi. Nàng làm tới nơi gì ta? Thí dụ như là làm con chim cho ta ăn thịt, nàng dám không? Chuyện nhỏ, gà thiếp còn mần cho chàng ăn được nữa. Con chim đó nhỏ xíu bằng cái nắm tay như vậy thì có khó gì. Chàng muốn ăn á, thiếp mua nguyên một tá về nấu cho chàng ăn cho đã luôn. Ta không phải là thèm thịt chim, mà ta chỉ muốn nàng chứng tỏ cho ta thấy nàng quyết liệt vì ta như thế nào, để ta suy xét con có nên từ bỏ đời sống giang hồ vì nàng hay không. Vậy tức là chỉ cần chàng ăn được thịt con chim đó thì chàng sẽ ở lại đây đời đời kiếp kiếp luôn đúng không?
ta sẽ vì nàng từ bỏ đời sống giang hồ. Vậy thì trưa mai chàng tới đi ha. Thịt con chim đó sẽ là một món trong thực đơn đãi chàng. Thì xong rồi đó, Quỳnh muốn về thì về đi. Nhìn Quỳnh chán quá. Tự nhiên sáng nay thức dậy ta thấy lo lo làm sao á. Ê, có con cá kìa, mình bắt về ăn đi. Khoan, chim sa cá lụy. Trời không mưa cũng không lụt mà cá nhảy lên bờ. Đây không phải là điềm lành. Để chỉ nghe nói nào giờ thôi. Bữa nay mới được tận mắt chứng kiến. Mình phải xin thầy về nhà gấp. Mẹ ơi, tụi con về rồi nè mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Cậu ơi, cậu. Con Xuân nè cậu. Hai cậu, hai cậu ơi. Con Xuân nè. Hai cậu. Sao vậy? Dạ. Dạ xin hai cậu tha cho con. Con cố hết sức rồi, còn mang cái lồng chim đi giấu nữa, mà cuối cùng con buộc phải đem ra. Không thôi là bà giết con chết luôn á. Thôi được rồi, nhìn người ta cũng đoán được phần nào, ai nỡ trách. Bây giờ bà nghe lời ông đó lắm, không ai nói được đâu hai cậu ơi. Nói tóm lại bây giờ con chim đang ở đâu? Dạ đã bị giết, đang kho dưới bếp á. Đợi ổng qua ăn, còn bà thì đi đón ông ta rồi hai cậu ơi. Bây giờ sao đây Quỳnh? Còn tính sao nữa, Quỳnh đệ mình chia nhau ăn. Dạ. Ờ. Ngon quá đệ Quỳnh. Sao tự nhiên ta thấy người ta bay bổng, đầu óc ta minh mẫn và sáng suốt hẳn ra. Vậy là hiệu nghiệm rồi đó. À. Để sao vậy? Đệ Huynh. Hả? Tự nhiên để thấy trong người đệ khoái khoắn, sức lực tràn trề lắm. Vậy là đã có hiệu nghiệm. Nhưng mà đệ Huynh. Hả? Lỡ bây giờ mẹ về thì sao? Còn sao nữa, đi trốn thôi. Theo như lời con Xuân kể thì mẹ đã ăn phải bùa mê của lão đó. Giờ chúng ta ăn hết phần của lão, chắc chắn mẹ sẽ không tha. Nhưng mà còn con Xuân nữa, bây giờ phải làm sao? Thì huynh đệ mình cho con Xuân một ít tiền để đi kiếm chỗ khác, vì con Xuân nó không thể ở trong căn nhà này nữa. Có lý lắm. Vậy thì bây giờ mình trốn lên nhà của thầy đồ ha. Không được, nếu mình trốn trong nhà thầy đồ thì trước sau mẹ cũng sẽ tìm ra huynh đệ mình để mà trị tội thôi. Theo ta nghĩ, chúng ta phải đi một nơi thật xa. Đợi khi nào mà mẹ nguôi giận thì hai chúng ta sẽ về tạ tội. Hay lắm. Chứ mà ở nhà, để mà gặp được thằng cha đó, để giết chả chết. Quyết định vậy đi. Khốn kiếp, hai đứa con của nàng dám hốt tay trên con chim của ta. Chàng à, xin chàng bình tĩnh. Thiếp xin lỗi chàng, hai đứa con của thiếp thiệt là quá đáng. Ăn mất thịt con chim của chàng mà còn viết thư để lại khuyên thiếp phải dừng lại chuyện tình cảm với chàng nữa nè. Đúng là ngỗ nghịch thiệt mà. Ta mà bắt được hai đứa nó, ta sẽ giết tụi nó không tha. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Chỉ là một con chim nhỏ xíu thôi mà chàng. Xin chàng bớt giận đi, để thiếp kêu người chạy ra chợ mua cho chàng một con chim khác bự hơn, thậm chí 10 con hay là 100 con cũng được nữa. Nàng đừng có lải nhải nữa, ta không muốn nghe. Nàng cũng biết là con chim nó quý như thế nào không? Trời ơi,
Cơ hội làm vua của ta bị hai đứa con nàng cướp mất rồi, cướp mất rồi. À, cái gì? Ai làm vua? Chẳng lẽ chỉ vì bị mất con chim đó mà chàng nóng giận tới phát điên rồi hả? Thôi được rồi, bây giờ chàng vô nghỉ ngơi đi, để thiếp làm vài món ngon cho chàng tẩm bổ ha. Phúc ra nàng tưởng ta yêu nàng thật lòng sao? Nàng tưởng à không, bà tưởng bà còn đủ sức để quyến rũ đàn ông sao? Sở dĩ tôi tới đây tiếp cận bà là vì con chim quý đó. Bây giờ con chim nó không còn nữa, bà đã hết giá trị lợi dụng rồi, bà đừng làm phiền ta nữa. Không, chàng ơi, chàng đang nóng giận quá cho nên mới nói vậy thôi, chứ chàng cũng còn yêu thiếp mà đúng không? Chàng bỏ qua cho thiếp lần này đi, thiếp hứa là sẽ hầu hạ chàng tốt hơn mà, nha chàng. Phu ra, bà hãy lấy gương ra soi kỹ cái mặt bà lại đi. Tôi với bà tuổi tác quá chênh lệch mà, bà đừng có nằm mơ nữa, không có ngày gặp lại đâu. Chẳng lẽ mình già thiệt rồi sao? Qua đó ngồi nghỉ đi. Dạ. Mệt quá, nghỉ xíu đi, huynh mệt lắm rồi. Hai tên thanh niên trai tráng mà tại sao lại nằm ngủ mê man ở đây? Cả hai đều có tướng làm vua, vậy thì ta phải mau mau đem về cung đình cho nó làm vua mới được. À, nhưng mà như vậy thì dễ dàng quá đâu có được. Muốn được nể trọng thì phải được tôi luyện và chứng tỏ tài đức của mình thì thần dân nó mới nể trọng chứ. Như vậy á thì ta phải kiếm chỗ nào dầu sôi lửa bỏng, ta thả hai chàng trai trẻ này xuống cho nó tôi luyện mới được. Hồ Biên đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta đang nằm ngủ dưới gốc cây ở trên đỉnh đồi kia mà. Thiện ơi, Thiện, Thiện ơi, có ai nhà không? Có ai nhà không? Có ai nhà không vậy? Chào bá. Cậu là ai? Cậu tìm tôi có việc gì? Lão bá, con không biết tại sao con lại ở đây nữa. Con còn nhớ là con đi chung với một người em. Tôi nghe giọng cậu rất là lạ, không phải là người vùng này. Vậy cậu từ đâu tới đây? Con... Nhưng đây là đâu vậy lão bá? Đây là Tây Quốc. Hả? Tây Quốc? Ừ. Tại sao con lại lạc tới Tây Quốc? Cậu tới đây được bằng cách nào? Con cũng không biết nữa. Rắc rối rồi đây. Tôi thấy cậu chắc cũng là đổi lã rồi. Thôi bây giờ cậu ngồi đây đi, tôi vô tôi kiếm chút gì cho cậu ăn. Cũng không có gì nhiều đâu, đang mất mùa cho nên đói kém lắm, loạn tới nơi rồi. Cậu ngồi đi. Dạ, đa tạ lão bá. Quên. Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân, Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân, Đại Quân ơi.
chạy đi. Này, 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 có chuyện gì vậy? Nhanh đi. Nè. Nè, 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 nè. Nè, nè, cho tao hỏi có bình chuyện gì vậy? Mày bình tĩnh, mau chạy đi, chết tới nơi bây giờ. Tại sao? Tại sao cái gì nữa? Chẳng tin. Chạy đi, chạy. Trời ơi, chạy đi. Coi, học trò bạch diện thư sinh mà cũng giỏi giang quá chứ. Con làm được mà, lão bá. Nhưng mà con ước gì có việc gì làm công để đổi gạo cho lão bá đỡ cực hơn. Con cũng thấy rồi đó, đói kém mất mùa, ai cũng khổ, đâu có còn làm được cái gì mà thuê mướn ai, đành phải lên rừng chặt củi bán thôi. Con ngồi ở đó chặt củi à? Chết tới nơi rồi, đi thôi. Ủa, đi đâu? Đi lên kinh thành đòi bọn gia lại, trả lại của cải cho dân nghèo. Tụi nó chỉ biết dơ vét tư túi mà thôi. Dân các đàn xã kéo đi đông lắm, chỉ có cách đó thôi, dân đen mình mới sống được. Lão bá, vậy thì mình cùng đi. Đi đâu trên đường tới đó con gặp được em con. Được, dù sao cũng đã cùng đường rồi, ta đi với con. Có điều con là người xứ lạ, trên đường đi loạn lạc khôn lường, ai có hỏi á, con cứ nói con là con của ta. Dạ, con mang ơn lão bá. Ừ, cha con không may mất sớm. Nếu như lão bá không chê thì cho con xin được nhận lão bá làm cha nuôi nha, để sau này tiện bề chăm sóc. Ta thân già cô đơn, đột nhiên bây giờ có một đứa con khôi ngô tuấn tú, lại văn hay chữ tốt như thế này, còn gì tốt hơn nữa chứ. Mình đi thôi cha. Đi. Được. Đi cha. Sư huynh ơi, sư huynh. Thanh kiếm có vẻ vừa tay ta đây, cứ cầm theo, chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng. Đại quân ơi, đại quân, đại quân ơi. Người phải cố gắng nha chủ soái. Tôi sẽ tìm mọi cách để đưa người về doanh trại. Người phải cố gắng sống để cùng dẫn dắt nghĩa quân. Cố gắng lên chủ soái. Con đã nói tôi chỉ là người dân bình thường thôi. Sao ngài ấy trúng tên vậy? Không giấu gì hai người, đây là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa, bị lính triều đình truy sát cho nên chủ soái của ta mới bị thương nặng, coi như kế hoạch bị tan tành. Cho hỏi kế hoạch của các vị là sao? Kế hoạch của chúng tôi là chiêu mộ dân nổi loạn ở tứ xứ rồi mới tiến về kinh thành hỏi tội bọn vua quan tham tàn. Chuyện là vậy, quân của triều đình là dân được đào tạo bài bản, vũ khí kiếm giáp đầy đủ, nên muốn đánh thắng phải có chiến lược và chiến thuật đàng hoàng. Nếu cứ dậy xông lên, khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Ta chỉ là võ tướng bình thường thôi, nếu ngươi có cùng ý chí, hãy cùng ta về doanh trại giúp ta được không? Tướng quân, để tính sau đi, trước mắt hãy đưa chủ soái của anh về doanh trại nhanh để chữa trị. Đúng rồi, hai người giúp ta nha. Thank you.
Cứ như vậy, chúng ta tiến gần về kinh thành. Quân đi tới đâu, chiêu binh mãi mãi tới đó. Nhưng trước mắt, chúng ta hãy tìm một nơi để đóng quân. Nhưng điều quan trọng nhất là phải bảo toàn lực lượng tới khi quân ta hùng mạnh. Lúc đó, chúng ta sẽ chống trả với quân triều đình. Phải có kế sách rõ ràng như vậy, ta mới mong địch lại quân triều đình, chuẩn bị lực lượng. Dạ. Tiến lên. Dạ bẩm tướng quân. Nói đi. Hiện có mấy trăm người từ các làng kéo tới, xin gia nhập. Tốt lắm. Lực lượng của ta đang hùng mạnh. Ta tính như vậy, chủ soái đang bị trọng thương, không biết có bình phục được hay là không. Quân không tướng như rắn mất đầu. Ta thấy vậy, tạm thời ta phong anh bạn này làm chủ soái, dẫn quân về kinh. Các ngươi có đồng ý không? Chủ soái, 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 chủ soái. Đa tạ mọi người đã ủng hộ ta, ta quyết sẽ không phụ lòng mọi người đâu. Chủ soái, chủ soái, chủ soái, chủ soái, chủ soái. Hy vọng trong chuyến đi tới kinh thành lần này, ta sẽ tìm được đứa em thất lạc của mình. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ tìm giúp cho ngài. Quán đó kìa. Quán ơi quán. Gì? Con Trần Tinh nó đang nằm yếm, hình như là nó chết rồi. Nó chết rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi. Nhưng mà quan, con chàng Tinh này chết, còn chàng trai này chắc là người giết chàng Tinh. Rồi sau khi con chàng Tinh chết, chàng trai này cũng chết luôn. Vậy cũng tốt. Quan, chàng trai này chết sao tốt? Ta là người phát hiện ra hắn đầu tiên. Ta có công đầu, và ta sẽ đem cái đầu con chàng Tinh này về dâng lên đức vua để mà lãnh thưởng. Ủa quan, 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 ai lãnh thưởng quan? Ta chứ ai. Ủa sao ngộ vậy? Người giết chết chàng Tinh là chàng trai này, đâu phải là quan đâu. Đáng ra mình làm báo cáo lên triều đình là chính chàng trai này đã giết con chàng Tinh, rồi báo lại cho gia đình của chàng trai để họ được nhận thưởng hậu hĩnh. Người đúng là một người tốt. Dạ, tốt. Thì không nên sống lâu. Ngươi xuống âm phủ mà tìm gia đình hắn. Còn bây giờ ngươi thật tài giỏi, ta không ngờ ngươi mà lại võ nghệ cao cường như vậy. Vậy là đất nước thoát đại nạn rồi. Dạ, tất cả là nhờ hồng đức của hoàng thượng. Ta sẽ làm đúng lời hứa. Truyền, chuẩn bị hôn lễ linh đình để ta gả con gái ta cho ngươi. Dạ, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Bẩm chủ soái, vua hoàng đã khiếp vía trước quy danh của nghĩa quân. Lớp đầu hàng, lớp bỏ chạy toán loạn. Được, được. Nhưng càng tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy thì càng tốt. Những tên nào mà xin hàng thì tha cho về đoàn tụ với gia đình. Đa tạ chủ soái đã xả thân cùng chúng thần trong cuộc chiến tranh chính nghĩa này. Nay đã giành được đất nước về cho dân nghèo, xin được tôn chủ soái thành hoàng đế. Quỳ xuống. Hoàng thượng giảng ơi, giảng ơi, giảng ơi. Được, ta
Ta cảm ơn các ngươi đã tin tưởng, ta sẽ không phụ lòng các ngươi. Ta không có con trai nói giỏi, nay con ta được người chồng anh dũng, ta mừng lắm. Nếu con chứng tỏ được tài năng đức độ, sau này ta trăm tuổi, ta sẽ nhường ngôi lại cho con, chàng rể của ta. Đa tạ phụ hoàng. Bẩm tấu hoàng thượng, có một chàng trai trẻ tự xưng là người giết Chàng Tinh, xin được cầu kiến hoàng thượng. Lão sược, ta là kẻ giết Chàng Tinh, kẻ nào dám lộng ngôn? Dạ bẩm, không biết làm thế nào mà lính coi thành lại cho hắn vào tới đây ạ? Cho hắn vào? Dạ. Nếu là kẻ xảo trá dựng chuyện thì chém đầu không tha. Vâng lệnh hoàng thượng. Hạ thần xin bái kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ. Đa tạ hoàng thượng. Tên kia, ngươi là ai? Kìa, phò mã, bình tĩnh đi. Tôi chỉ tới đây để xin lại mũi kiếm gãy rồi đi. Sao ngài lại nổi giận vô cớ như vậy? Mũi kiếm gãy là sao? Bẩm hoàng thượng, hôm đó thần có giao đấu với Chàng Tinh, có đâm vào đầu của nó một nhát, làm gãy một đoạn của thanh kiếm. Chỉ cần xẻ đầu của nó ra thì sẽ biết. Nếu đúng vậy thì ai là kẻ giết Chàng Tinh? Bẩm hoàng thượng, chính hạ thần đã giết chết Chàng Tinh. Tên này xảo ngôn, hãy chém đầu hắn đi. Xin hoàng thượng hãy cho một người vào đây để diện kiến à? Cho vào. Dạ. Vào đi. Dạ, kẻ hèn xin tham kiến hoàng thượng. Trẫm miệng lễ. Dạ. Thưa hoàng, chắc hoàng còn nhớ kẻ hèn này chứ? Dạ thưa hoàng thượng, hôm đó con với hoàng vào rừng để tìm Chàng Tinh. Đến nơi thì con Chàng Tinh đã chết, người này thì nằm xỉu kế bên. Thấy vậy hoàng lớn mới kêu con chặt đầu Chàng Tinh về báo cáo láo với hoàng thượng. Nhưng không ngờ hoàng giết con để diệt khẩu. Cũng may là con không chết, nhờ tráng sĩ này đã ra tay cứu giúp. Thưa hoàng thượng, chính chàng trai này đã giết Chàng Tinh chứ không phải là quan lớn đâu ạ. Bẩm hoàng thượng, hắn là tên xảo ngôn. Hoàng thượng đừng tin lời hắn, chính hạ thần đã giết Chàng Tinh. Hoàng thượng hãy cho chém đầu hai tên gian thần này đi. Dạ bẩm hoàng thượng, lời con nói là sự thật. Nếu hoàng thượng không tin á thì hãy chẻ cái đầu Chàng Tinh ra là sẽ biết. Đồ lão toét hỗn xược, ở đây ai cho người là tiên? Bẩm hoàng thượng, hãy chém đầu hắn đi. Im miệng. Sự việc này ta sẽ suy xét tường tận, ai có công ta sẽ thưởng theo lời đã hứa, ai có tội ta sẽ xử trảm không tha. Lính. Dạ. Chẻ đầu Chàng Tinh ra cho ta. Dạ. Khi quân phạm thượng. Xin hoàng thượng khai ân. Quả nhiên trong đầu Chàng Tinh có lưỡi gươm của chàng trai này, bằng chứng vật chứng đàng hoàng. Ngươi còn nói gì nữa không? Dạ, hạ thần biết tội. Xin hoàng thượng khai ân. Xin hoàng thượng hãy tha tội cho hạ thần. Hạ thần biết tội. Ngươi cả gan cướp công của người khác, giết người diệt khẩu, lừa dối luôn cả ta. Tội ngươi đáng chết. Hoàng thượng. Đến đâu? Dạ. Giam hắn vào ngục, chờ ngài xử trảm. Dạ. Dạ. Hạ thần biết tội rồi. Xin hoàng thượng tha tội. Xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng. Xin hoàng thượng tha tội. Còn chàng trai trẻ, ngươi quả là bậc kỳ tài. Ta sẽ gả công chúa đúng như lời đã hứa. Tạ ơn hoàng thượng. Người đâu, chuẩn bị tiệc rượu để ta thiết đãi tân phò mã. Đúng lệnh. Tạ ơn hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, có quốc vương nước láng giềng cầu kiến. Được, truyền chỉ phải tiếp đón thật chu đáo để bàn giao được tốt đẹp. Dạ, bẩm hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Truyền lệnh tiếp kiến. Tuân lệnh. Bổn vương nước Lân Bang xin bái kiến hoàng thượng. Thiên đế. Huynh, cuối cùng ta cũng gặp được đệ rồi. Ha 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 ha
lại được huynh, đệ rất mừng. Nhưng có một điều đệ vẫn không hiểu, tại sao huynh đệ chúng ta lại tách ra hai nước như vậy. Và một điều rất đặc biệt, cả hai chúng ta đều làm vua. Vậy mới nói, đúng là trên đời này có nhiều chuyện lạ không thể nói trước được. Chuyện lạ? Con chim khách nói như vậy á, là lời của ông đạo sĩ là sự thật. Hiền đệ, dù sao thì chúng ta cũng gặp lại nhau rồi, ta có một bất ngờ cho đệ. Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy? Huynh làm đệ nôn nóng đó. Mời mẫu hậu. Thiện. Mẹ. Chuyện này. Mẹ. Để biết không, từ lúc ta lên làm vua, ta đã đưa mẫu hậu về sống chung với ta để báo hiếu. Nhưng mà mẫu hậu ngày đêm cứ trằn trọc nhớ đệ, ta rất là đau lòng. Nhưng mà hôm nay gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Mẹ vui mừng lắm. Lúc trước mẹ quá mù quáng, xem chút nữa làm hại hai con, làm gia đình mình ly tán rồi. Đệ biết không, từ lúc mình tên đạo sĩ đó gạt mẹ không thành, hắn ta còn đi lừa gạt rất nhiều người dân khác. Và sau đó những người dân đó tố cáo lên quan, và quan đã trừng trị hắn một cách thích đáng. Nhắc tới chuyện này mẹ thấy hổ thẹn quá. Kìa mẹ, dù mẹ có làm gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con mà. Và quan trọng hơn hết là giờ đây cả gia đình chúng ta đã sum họp. Bước chân trái xuống mới hơn. Không biết là ngày hôm nay mình sẽ có điều gì hơn đây. Nương ơi, xong mẻ nào chưa? Dạ. Cô hết kẹo bán rồi. Dạ xong rồi, con để trên bàn á. Cô lấy đi. À. Sao vậy cô? Mà con có lò nghẹ hả? Không phải. Nương, sao dạo này con đẹp quá vậy? Thiệt hả cô? Thiệt. Không phải mình cô nói đâu nha, ai cũng nói hết á. Hôm qua á, mấy người ở trong quán nước á, họ nói con Nương, con ông Nhạn dạo này sao mà đổ mã đẹp gái ghê vậy đó. Vậy hả cô? Thiệt. Nương. Dạ. Cái kẹo đó
Từ từ trả ha. Cô về, quán không có ai coi hết. Cô về nghe. Cảm ơn nghe. Nương. Dạ. Cái bà hàng nước lại tới lấy kẹo thiếu nữa phải không? Dạ. Cô nói từ từ. Không có từ từ gì hết. Lần nào cũng vậy, đụng tới tiền bạc là lèn èn à. Ra lấy liền cho cha. Dạ. Nè. Dạ. Đi rồi về liền đó. Không được nấn ná lần la, cha đập chết á. Dạ thưa cha, con đi. Một hai đi, một thơm đi. Bán cho tôi miếng thịt heo đi chú. Để miếng nào chị? Rồi, để miếng này phải không? Miếng này có liền. Rồi, để tôi bỏ đi. Gì vậy con? Dạ, cha con kêu con qua lấy tiền kẹo. Cha con thiệt là có mấy miếng kẹo à? Ai thèm giật? Thầy ghét. Dạ, cô, tánh cha con như vậy chứ không có gì đâu cô. Ê bà, con ai mà đẹp dữ vậy? Nó là con của ông làm kẹo xóm trên chứ ai. Ờ, dáng này á, lụa là vô á, mấy bà hoàng còn thua đó nghe. Thấy chưa, cô á là cô thương con, xinh đẹp ngời ngời, mà tối ngày cứ bị nhốt ở trong nhà không à, không lo lấy chồng á, là ế đó con. Mà công nhận á, nó đẹp thiệt luôn đó nghe. Đẹp cỡ nó, lụa là vô á, hoàng tử thấy là đưa kiệu đến đón liền. Hoàng tử hả? Ờ. Hoàng tử á, thì cô không dám hứa, nhưng mà cũng phải lựa cho đáng để làm chồng chứ. Thôi được rồi, cô tính cho nghe. Ờ, dạ, thưa cô, xin phép cô con về. Hờ. Công nhận á, là đẹp quá trời luôn hả? Tôi thấy mà tôi còn mê đó. Không lẽ mình đẹp thiệt như vậy sao ta? Mà hoàng tử chắc là đẹp trai, phong độ lắm. Mà không biết hoàng tử ra làm sao ha. Khôi ngô, tuấn tú. Chàng sẽ cưỡi một con tuấn mã oai phong rạng ngời. Mình muốn nhìn thấy chàng một lần quá. Nương. Ủa, Liễu, sao nay được về vậy? Thượng thọ của Hoàng Thái Hậu vừa xong, nhóm cung nữ của tụi mình á, được nghỉ vài hôm. Ủa mà, nương còn làm kẹo không? Ừ, còn, Liễu xuống thiệt á, được gặp hết từ Hoàng Hậu, công chúa, rồi các mệnh phụ phu nhân. Chắc là mấy người đó đẹp lắm ha. Thì họ cũng như mình thôi, con cái là họ ăn sung mặc sướng, nhìn họ sang cả. Nói thiệt nha, so với mình á, có người còn xấu hơn mình nữa đó. Còn cỡ như nương á, vô cung đảm bảo ăn đứt hết mấy cô công chúa. Liễu này, cứ ghẹo nương hoài à. Tôi nói thiệt đó. Ờ, mà Liễu nè, ở trong đó Liễu có gặp hoàng tử không? Sao không? Mình thuộc nhóm á, là lo trang phục cho hoàng hậu và hoàng tử mà. Hoàng tử là người đẹp nhất cung luôn á. Không những đẹp á, mà còn có tài nữa đó. Ai mà may mắn được người để ý tới á, là sung sướng chết luôn á. Ủa, mà sao tự nhiên hỏi hoàng tử vậy? Không có gì. Tại nương hỏi vậy thôi à. Rảnh ghé nhà nương chơi nha. Thôi mình đi nha. Bữa nay xui xẻo nặng muốn dí gì đâu á, có bà đó, bà lợm mở hàng mà nhen á, người ta mua một bó một tép, bà mua có ba cây vậy à, sao bác đốt một lòng chết bà luôn. Ông làm hơi quá à. Bữa nay đâu phải ngày rằm mùng một gì đâu mà có ma nào. Ui, nè
Linh thiệt, có rồi kìa. Không phải là ma, mà là tiên. Nàng Ngọc, mua một bông nè em ơi. Mua nhang hả nàng Ngọc? Mới nè. Lấy cho tôi một bó nhang. Có liền, có liền, có liền. Bữa nay em khỏi cần mua, tôi cho em luôn á. Ý lộn, anh tặng cho nàng Ngọc á. Nhang này tôi mua chứ không phải đi xin. Nếu mà đi xin thì làm sao mà linh nữa. Trời ơi, cái này nàng đâu phải xin đâu, tôi tự nguyện, tôi tặng cho nàng mà. Trời ở trên cao á, không biết hết á. Nếu mà anh cứ nói như vậy, tôi không dám mua nữa đâu. Thôi thôi thôi, thôi. Bây giờ nàng, nàng không nhận thì bây giờ tôi bán. Nghe, công nhận nàng có lòng thành thiệt á. Ủa, mà nàng thường xuyên lên chuồng vậy á, nàng cầu gì á? Tôi cầu gì là chuyện của tôi, anh hỏi làm gì? Nếu mà em cầu duyên á, khỏi cần cầu, anh chỉ cho em một mối. Cái mối này mà em nhìn một cái á, là em hết hồn liền á. Em biết là ai không? Thưa không, anh làm ơn đưa tôi bó nhang để tôi lên chùa kẻo trễ. Nàng không muốn biết, mà anh vẫn muốn cho nàng biết. Người đó không ai khác, chính là anh nè. Tiền nè. Lần sau xin đừng đùa cợt như vậy, tôi về trễ sẽ bị cha la. Nhìn mặt hiền mà sao khó quá. Anh vẫn thích. Còn lại Phật tổ linh thiêng, người phù hộ cho con sớm gặp được chàng. Từ ngày con gặp Liễu tới nay, con chỉ một lòng tơ tưởng đến chàng, như thể đã thân thuộc lắm. Tới bây giờ con không thể nào tưởng tượng được là con lấy ai khác. Thì ra đúng là nàng cầu duyên, nhưng kẻ nàng tơ tưởng là ai chứ? Con biết con chỉ là phận dân đen, nhưng nếu trời Phật đã cho con nhan sắc này thì chắc là phải có ý gì đó. Xin Phật hãy cho con gặp chàng một lần thôi, biết đâu số trời dung rủi. Nếu không suốt đời con khó lòng mà xe tơ kết tóc với ai. Chỉ là phận dân đen, không lẽ nàng phải lòng công tử nhà ai? Vậy là mình khó có cửa rồi. Con xin Phật hãy phù hộ và chỉ cho con cách nào để gặp được chàng. Hoàng tử, không biết khi gặp mình chàng sẽ nghĩ gì. Hoàng tử, nàng mê hoàng tử. Nàng là con gái thường dân, sao lại mơ lấy chồng hoàng tử ta? Cái này chắc là tại miệng tiếng thiên hạ khen nàng đẹp nè. Mà phải công nhận là nàng đẹp thiệt, đẹp muốn chết luôn. Đời này kiếp này mà ta không lấy được nàng làm vợ là ta chết không nhắm mắt. Mà bây giờ phải làm sao đây? Cái chuyện mà nàng lấy được hoàng tử là quan đường rồi, còn cái chuyện của mình mà giới tới được nàng á còn quan đường hơn. Mình phải bình tĩnh mình mới nghĩ ra được, mà nhất định mình phải suy nghĩ ra chuyện gì đó. Tại vì mình thủ đoạn có thừa mà. Để coi tán tỉnh nàng á thì không được rồi. Quà cáp mà tặng cho nàng á thì không thấm tháp vào đâu, so với giấc mộng lầu son của nàng. Chỉ có một cách thôi. Phải làm cho nàng sợ. Đúng rồi. Nàng siêng đi chùa như vậy, nhất định nàng tin trời Phật. Kìa kìa, nàng Ngọc tới rồi kìa. Bà Thắm, bà Thắm, bà Thắm, bà coi hàng giùm tôi nha. Tôi đi công chuyện chút nha. Đi đâu? Đi đâu bà hỏi chị? Đúng là bà Tám. Nè, bà nhớ á, đừng có nói với đàn Ngọc á là nãy giờ tôi đứng đây nha. Nghe.
Cái thằng này bữa nay làm gì không biết. Mua bông đi cô. Chú chị ơi, lại mua bông đi cũng phật cho chị. Chú ơi, mua bông đây nè chú. Mua bông đi cậu. Bơi tinh nữ. Dạ, dạ con. Dạ con lại Phật tổ. Ta đã nghe hết tâm tư nguyện vọng của con. Con mơ tưởng diễn vong. Dạ. Con mơ tưởng diễn vong gì ạ? Chứ còn gì nữa. Người của con tuy là xinh đẹp nhưng chỉ là thường dân. Tại sao con đòi lấy hoàng tử làm chồng? Dạ con. Nhưng con đừng buồn, ta sẽ sắp đặt cho con một nhân duyên tốt đẹp. Nhân duyên tốt đẹp? Đúng. Con sẽ lấy được một tấm chồng, tuy nhìn bề ngoài nó không được bắt mắt cho lắm, nhưng nó đã yêu thương con hết mực. Vậy Phật cho con biết là người đó là ai được không Phật? Chính là tên bán nhang ở ngoài cổng chùa. Trời, người bán nhang sao? Nó đã thầm thương trộm nhớ con rất lâu rồi. Dạ bẩm, nếu đó là số phận trời Phật sắp đặt cho con thì con... Nếu con muốn hạnh phúc thì nên lấy tên bán nhang nghe chưa? Nếu con muốn hạnh phúc thì nên lấy tên bán nhang nghe chưa? Ủa có chuyện gì hả con? Dạ, con không có gì đâu cha. Không có gì thì được rồi. À, bà mối mới qua nói ở làng bên có con nhà nào đó cũng tử tế. Dạ, không được đâu cha. Số của con không phải ở đó. Nương, tôi gửi tiền nha. Dạ, cảm ơn. Buôn nhang này chị gái. Kìa, vợ tương lai tới rồi kìa, ra đón đi. Bữa nay á mà nàng Ngọc nói chuyện với tôi đàng hoàng á thì bà thua tôi cái gì? Thì tôi đi bằng đầu. Thôi bà cả cái khác đi, chứ bà đi bằng đầu á là bà gãy cổ á. Nói quá à, tao nói chuyện đàng hoàng với mày. Tao giao hết cái hàng bông này cho mày. Bà nói là bà nhớ nghe. Nếu mà không phải vậy á là mày giao hết cái hàng nhang qua cho tao. Thề đi. Được thôi, bà chờ nè. Tao chống mắt lên tao coi nè. Nàng Ngọc, nàng Ngọc đi lễ chùa đó hả? Anh đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi nè. Không, bó này nhỏ quá, bó này bự hơn. Cảm ơn chàng. Nghe chưa? Có một bó nhang có đáng là bao. Lần này á là anh tặng cho nàng Ngọc để nàng Ngọc đi lễ chùa. Em xin nhận, em cảm ơn chàng. Nàng Ngọc nè, nàng thắp nhang xong á, cái ra đây cái anh mời nàng Ngọc đi uống nước. Đồ ta quen biết đã lâu rồi mà chưa có lần nào ngồi cạnh bên nhau để mà dùng nước, được không nàng Ngọc nhỉ? Dạ, có lẽ để lần sau nha. Nàng hứa rồi đó, lần sau đó nha. Bà ta, sao mặt bà xanh quá vậy? Con nhỏ này á, bữa nay nó ăn đúng cái gì á? Khi không, tôi nói rồi, một thời gian ngắn nữa thôi là cá cắn câu. Mày bỏ
bỏ bùa nó hay sao vậy? Thôi, khỏi nói nhiều. Gom hết cái hàng bông đem qua đây cho tôi. Thôi mà, tao giỡn mà. Tao nói mày nghe, tao nói giỡn thôi, đừng có mơ nghe. Cha nó dữ như cọp vậy đó, xứ này ai không biết. Trời ơi, còn bà con họ hàng nhà ổng nữa, ai cũng giữ hết trơn. Mày mà rớ vô á, mày coi chừng ăn đòn đó. Vậy hả? Phật ơi, con đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà sao nhìn mặt ổng vừa già vừa xấu. Không lẽ số phận của con phải lấy người đó làm chồng sao Phật? Tôi thấy nàng về giờ này mà trời nắng quá. Nàng không mang theo nón, mà da của nàng á trắng như là hột cà luộc mới vừa bóc vỏ. Rồi lỡ bị nắng ăn á, tôi xót lắm. Nè, nón nè, nàng đội đi. Tôi nói thiệt luôn á, ngày nào mà tôi không gặp nàng á, tôi khó chịu lắm kìa. Nàng nay mai gì á, nhớ lên chùa nghe. Dạ, em xin phép. Ôi dạ. Chẳng lẽ thiệt sao ta? Chờ em có gì không? Anh hẹn nàng ra đây á là để gửi cho nàng mấy món quà. Nè, hộp phấn này là để nàng thoa lên mặt, đẹp lắm. Còn cái này là mấy sắp vải để nàng may đồ mà đi lễ chùa, nàng nhận đi. Chàng bán nhang có lời lớn bao nhiêu đâu, mua toàn thứ mắc tiền không vậy? Có nhiều đâu. Thật ra thì anh muốn nàng đẹp. Mặc dù nàng đẹp á thì anh dễ mất nàng, nhưng mà không hiểu làm sao á, anh vẫn muốn nàng đẹp. Tôi biết tôi á không có giàu sang, đã vậy anh lại lớn tuổi nữa, nên... Chàng đừng có nói vậy, cốt là ở tấm lòng mà. Nàng, nàng nghĩ vậy thiệt hả? Anh cảm ơn nàng nhiều lắm. Bây giờ nàng đã hiểu được lòng anh. Tìm ta, nàng nhớ ta rồi. Không thấy ta, nàng chịu không nổi, cả la cắn cầu rồi. Nàng chờ ta phải không?
chàng thiệt lạ. Thiệt là cái gì? Thôi mà, nàng đừng có chối mà. Ta thấy nàng đưa mắt tìm ta nè, nàng còn mắc cỡ nữa kìa. Không có, em không giỡn đâu. Nếu mà không có gì, em đi về đó. Thôi mà, nàng đừng có giận. Ta có cái này muốn tặng cho nàng nè. Thôi, chàng đừng có tặng gì hết. Chàng mua quá trời rồi mà. Nàng làm vợ ta nghe. Ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt đến gặp cha nàng để xin cha nàng cho nàng làm vợ của anh. Không được đâu chàng ơi. Sao vậy? Cha của em. Nàng sợ cha nàng chê tôi nghèo, với lại lớn tuổi hơn nàng chứ gì. Em xin chàng hãy cho em thêm một thời gian nữa để em thưa chuyện với cha được không? Em về trước đây. Chuyện khó nhất là lừa nàng đã xong. Cha nàng có cái gì là khó chứ? Mới về hả con? Dạ, tới cha. Rồi. Cha hai cô. Con đi đâu mà tới giờ mới về vậy? Cả nhà đang bàn chuyện hôn sự của con nè. Hôn sự? Ừ. Không phải hôm trước cha đã nói rồi hay sao? Lấy chồng đi cho nó yên chuyện. Nè, hồi này có ai ở trển không mà con lên chùa hoài vậy? Dạ, đâu có ai đâu cô. Con lên chùa cầu Phật. Liêu hồn đó, mèo mã gà đông là cha đập chết đó. Con á, đẹp người đẹp nết vậy, đừng có dại mà uống một đời đó. Cứ để cha con với cô sắp đặt cho. Nhiều chuyện. Mối này được lắm. Nhà người ta gia môn lễ giáo, hợp tuổi với con nữa. Lần tới người ta qua đây, con thấy làm sao? Không cần biết nó thấy làm sao hết, cứ chuẩn bị đón tiếp người ta cho đàng hoàng. Ừ, phải đó. Vượt cái mối này rồi á thì không biết kiếm ở đâu ra cái mối nào ngon hơn cái mối này đâu. Đúng rồi, đúng nghe rồi. Nghe con, phải không anh? Từ nay con không được lên chùa nữa. Ở nhà chuẩn bị giáp mặt đàn trai. Dạ. Sao căng quá vậy ta? Phải về tính tiếp mới được. Vậy là mọi chuyện đều ổn hết. Anh Nương, ý lộn, nàng Nương. Lại đây. Trời, sao chàng lại tới đây vậy? Tại tôi nhớ nàng quá. Nè, nàng ra ngoài sau hè, tôi gặp nàng nói chuyện nàng chút được không? Nghe, nhanh nha. Cha em đi ra ngoài bàn chuyện hôn sự rồi. Tôi nghe nói nàng bị cấm túc á, mà tôi nhớ nàng quá cho nên tôi liều thân đến đây thăm nàng nè. Tôi tới đây định bàn với nàng á là tụi mình phải trốn thôi. Trốn? Ừ. Phải trốn. Nàng nghĩ đi, số mệnh á buộc tôi với nàng hai người thành một cặp rồi, đúng không? Đã thành một cặp rồi mà bây giờ á mình cãi trời cãi số á nghe. Mà trời Phật biết được nghe, ông trời ông Phật mà ông dẫn lên một cái nghe là ông phạt mình á kinh khủng lắm kìa. Nàng không biết đâu. Đúng rồi ha. Tối nay nè, nàng ra ngoài bụi tre đầu làng á, cái tôi dẫn nàng đi trốn. Nàng đi á, nàng đừng có đem đồ đạc gì hết trơn á nghe. Vậy em mang tiếng là bỏ nhà theo trai hay sao? Không phải là nàng bỏ nhà theo trai, mà là người ta gọi là cái gì ta? Người ta gọi là gạo nấu thành cơm. Rồi cái tôi với nàng thành vợ thành chồng rồi đó. Cái có con có cái rồi cái mình kéo con kéo cái về mình ra bắt cha. Cha thấy cây cha cứng ngọng, cha bó tay, cha nói hai đứa này liều quá cây, cha chấp nhận cho chịu luôn. Đi. Không đi.
đi. Không đi. Đi. Không đi. Đi. Không đi. Đúng là số mệnh của mình thì cha có sắp đặt mấy cũng không được. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân vậy. Làm gì giống như người mất hồn vậy? Dạ không có gì đâu cha. Không có gì thì thôi. À, cha qua nhà ông hai đánh cờ uống trà, sẵn bàn cái chuyện hôn lễ của con luôn. Dù sao ông hai cũng là người trưởng tộc, cho nên cũng phải nói ông hai một tiếng. Con ở nhà coi nhà nghe. Cha ơi. Có chuyện gì nữa? Dạ từ trước tới giờ, nếu con làm gì có lỗi với cha, cha bỏ qua cho con nha. Con gái lớn sắp lấy chồng rồi, tự nhiên bỗng thấy có lỗi hay sao? Thôi, lỗi phải gì, cha con mình dù sao cũng là cha con mà. Đàn trai chưa qua mà. Cha biết là bây giờ con cảm thấy trong lòng rất là bối rối. Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. À, ở nhà đóng cửa, tắt đèn ngủ trước đi. Hôm nay cha về trễ đó, tối cha về cha tự vô nha. Cha, con là đứa con bất hiếu, xin cha tha lỗi cho con. Nàng làm cái gì mà lâu dữ vậy? Làm ta chờ nàng, ta sốt ruột muốn chết luôn à. Dạ, em phải chờ cha đi ra ngoài đánh cờ rồi mới dám đi. Nhưng mà chàng ơi. Cái gì? Em thấy có tội với cha quá. Trời ơi, tội cái gì? Số của nàng á là trời định đoạt như vậy rồi. Mà nàng yên tâm đi, trời sẽ phù hộ cho nàng. Bây giờ như vậy nè, nàng chui vô cái giỏ này, cái anh gánh nàng về nhà của anh. Em phải chui vô trong cái giỏ đó sao? Thì nàng phải chui vô đây, để cho mọi người không có thấy nàng đi chung với ta. Lẹ đi, lẹ đi. Rồi nè, nàng chui vô, nàng chui vô. Ây da. Nàng chịu khó, khó thở chút nghe.
tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Dạ bẩm thái tử điện hạ, người ngựa cung nỏ mọi thứ đã sẵn sàng, đang chờ điện hạ phía ngoài. Dạ bẩm hoàng tử, hoàng hậu dặn phải dâng áo choàng cho người, để người đi vào chốn rừng thiên nước độc, lỡ cảm mạo phong hàn. Mẫu hậu ta cứ khéo lo, ta đi săn mỗi niên mấy kỳ, chứ đâu phải lần đầu đâu. Thôi, ngươi hãy bẩm báo mẫu hậu ta là ta sẽ nghe lời người, để người yên tâm. Dạ. Ngươi lui đi. Nàng chịu khó tí nha, thấy đằng kia mà nghỉ mệt. Nàng chịu khó ngồi trong này nha, anh ngồi nghỉ mệt cái đã, rồi anh mở nắp ra cho nàng nghỉ mệt. Ủa, ai vậy? Trời đất ơi, vô tới đường sau rồi mà còn bị phát hiện nữa hả? Cái tội này, cái tội mà dụ dỗ gái đẹp, chắc tội không nhẹ đâu. Để hai cháu bộ ở đây. Dạ bẩm hoàng tử, không biết cái bộ này của ai để đây mà không thấy người. Mở ra ta xem. Dạ. Chỉ là nhang dưới quần áo thôi. Mở cả bên kia nữa. Dạ. Dạ bẩm là người. Mời nàng đứng lên. Nàng là ai? Tại sao lại trốn trong cái bộ này? Dạ tôi là... Vô lễ. Đây là... Dạ. Nàng cứ nói đi, nàng là ai? Tôi tên là Nương. Tôi đang trên đường bỏ trốn cùng với người mà trời Phật đã sắp đặt cho tôi để lấy làm chồng. Nàng đang bỏ trốn ư? Nói ra thì thật hổ thẹn. Tôi vốn mơ mộng hảo quyền, sánh duyên cùng hoàng tử. Cái gì? Nàng nói sao? Nàng muốn sánh duyên cùng hoàng tử hả? Chính vì vậy mới ra cớ sự. Để tôi kể cho người nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao. Sao xui dữ vậy trời? Bao nhiêu con lao lừa được nàng, mồi đã đưa tới miệng rồi mà không được ăn. Nếu gặp cướp coi như là xong rồi. Không biết tụi nó có bắt nàng đi không nữa. Cứ nghĩ số phận đã an bài nên tôi đành nhắm mắt đưa chân. Nhưng mà làm sao nàng biết tên bán nhang đó là do trời Phật sắp đặt cho nàng? Là tại vì tôi đang ngồi quỳ khấn lại Phật thì có nghe tượng Phật nói chuyện. Lão tuếch, làm gì mà có cái chuyện tượng Phật biết nói được. Nhất định tên bán nhang đó đã bày mưu để lừa nàng. Hèn gì, tôi có nghe giọng quen quen. Nàng thật là quá nhẹ dạ cả tin mà. Thôi bây giờ... Dạ bẩm thái tử điện hạ, con thỏ đã chạy mất, nhưng chúng thần bắt được con trăn. Ngài là... Sao chưa còn thi lễ? Người là hoàng tử đương triều. Dạ, tôi xin bái kiến hoàng tử. Thôi được rồi, miễn lễ, nàng không cần phải đa lễ như vậy.
có cách trừng trị tên bán nhang đó rồi. Đến đâu nhá, đem con trai này bỏ vô bồn. Đây mới chính là số phận của tên bán nhang lưu manh xảo quyệt đó. Nhanh lên. Dạ tuân lệnh. Còn nè, nàng hãy theo ta về cung. Hên quá còn nguyên. Bây giờ phải gánh nàng về nhà mới được. Để phát hiện lần nữa hả? Là tù một công hả? Dạ, nương nương nhìn thật là đẹp. Đã đến giờ làm lễ giao bôi ạ. Ta đã sẵn sàng. Hoàng tử điện hạ giá đáo. Miễn lễ. Cho ngươi lui. Dạ nô tỳ xin phép cáo lui. Thần thiếp chậm trễ quá nên phải để hoàng tử thân chinh tới đây. Tại ta nóng lòng muốn gặp tân nương của ta thôi. Hôm nay là ngày ước nguyện của nàng thành sự thật. Tân nương của ta cũng biết ước mơ thật đó. Đây, hoàng tử của nàng đang đứng trước mặt nàng đây. Đây mới chính là số phận của nàng. Hoàng tử cứ ghẹo thiếp không à? Ta cứ tưởng tượng lúc mà cái tên láo cá đó mở cái bồ ra, không phải nàng mà lại là một con trăng. Thôi thì cứ để hắn lấy hết mưu mô trong đầu hắn ra mà giữ cho hắn toàn mạng. Còn thiếp thì thấy tội người đó hơn. Tại vì nhờ người đó mà thiếp mới được gặp hoàng tử. Nếu nhỡ hôm đó ta không đi săn đúng lúc thì sao? Thì bây giờ cuộc đời của nàng đã rẽ sang một hướng khác rồi. Đâu có gì đâu phải tội. Mình đi thôi. Tới nhà rồi nàng ơi. Nhìn gì? Nhiều chuyện. Hả? Ủa? À, hả? Đi làm về rồi đó hả? Ừ. Đến gì mà nặng quá vậy? Ừ thì đi làm ăn xa phất quá ha. Cái gì trong đây? Cánh ra. Trời ơi. Không được đụng vô. Cái gì mà ghê vậy? Cái gì vậy? Hả? Trời ơi. Làm gì ghê vậy? Nè. Chắc Hàn Quốc cấm quá à. Cấm gì? Không phải hàng quý mà là hàng dữ, rất dữ. Là cái gì vậy? Rắn đó. Gì rắn vậy? Mấy người mà đụng vô nghe, nó cắn cái chạy nọc rồi nó ăn thịt luôn đó. Trời ơi. Phải không? Điều vậy tôi nói cho mấy người biết nghe. Rắn nào ông ơi? Cái này rắn mà rắn độc quá nghe, cho nên là một hồi có nghe cái tiếng gì á là không có được phóng vô nhà tôi, nghe chưa? Nghe chưa? Trời ơi. Rắn quá trời quá đất. Rắn luôn hả? Mày rắn gì nhà chi vậy trời? Rắn mà dám đem về nhà. Chắc đâu cũng nhà rồi nàng ơi. Trời ơi, đâu vậy, đâu vậy? Mấy người đi đâu vậy? Công nhận mấy người nhiều chuyện thiệt á. Nè, tôi nhắc lại một lần nữa nghe. Nghe. Trong nhà bất cứ có chuyện gì xảy ra, mấy người không được nhảy vô nhà tôi, nghe chưa? Chạy vô đó, rắn nó cắn chết đáng chịu quá. Tôi không có chịu tội giùm cho mấy người đâu đó. Vô đây nàng ơi. Người vợ yêu dấu của ta ơi, bây giờ nàng về nhà của chồng nàng rồi. Đôi ta đêm nay sẽ thành vợ chồng thôi.
Bà khoan, để ra đóng cửa một cái. Nè, làm gì trọng vậy? Trời đất ơi, sao mấy người không chịu về đi? Mọi người căng ra sao vậy? Còn chút xíu đi, công nhận mấy người nhiều chuyện thiệt luôn á. Trời ơi, sao không có gì đâu? Hình như có cái gì bí mật quá. Người vợ yêu dấu của ta ơi, anh đã đuổi dân làng về hết rồi. Bây giờ ở cái không gian này chỉ còn ta với nàng thôi. Anh biết hồi nãy giờ gánh em đi đường xa, một quãng đường rất xa, em ngộp lắm đúng không? Bây giờ anh mở cho em thở nè. Vợ yêu dấu của ta ơi, ta với nàng tuy hai, một hồi nữa đôi ta hòa quyện với nhau chỉ còn một thôi. Cúp hà. Sao sao lại là mày? Ê ê, cứu cứu bà con ơi. Bị gì vậy? Gì mà la dữ vậy? Hồi nãy á, ổng đâu có cho mình vô đâu, mà bây giờ ổng la dữ vậy. Trời ơi, đâu là có vô rồi đó. Vô đi, chết rồi. Cứu cứu. Tôi nói thiệt, tôi không có giả bộ đâu, tôi nói thiệt mà. Ê mày thả tao ra, đừng có quên chân tao. Về thôi. Đi. Mày đừng có quan tâm về ta, tao đi. Tao lại mày á. Đừng. Mày làm như vậy. Cha ơi cha. Trở về đây là cha vui lắm rồi. Con có biết là tâm mong con từng giây từng phút hay không? Cha ơi, xin cha hãy tha tội cho con. Lỗi của cha là lỗi của cha. Đây là... Dạ, đây là Thái tử Điện Hạ. Thần xin ra mắt Thái tử Điện Hạ. Xin người hãy đứng lên, thưa nhạc phụ. Ngày giữa mày gọi ta là gì? Nhạc phụ. Chuyện này là sao con? Lúc con bỏ nhà đi, cũng may là có thái tử, chàng đã ra tay cứu giúp. Rồi sau đó con và thái tử đã nên duyên vợ chồng. Con xin được ra mắt nhạc phụ. Không dám, không dám. Dạ. Cha, lần này con về thăm cha, con rất là muốn cha lên kinh thành đoàn tụ với con nha. Dạ đúng rồi đó nhạc phụ. Con à, cha đã quen cuộc sống thanh đạm từ lâu rồi. Con cứ đi theo con đường của con chọn đi. Hôm nay thấy con hạnh phúc, cha mừng lắm. Cha mong rằng con của cha sẽ được hạnh phúc suốt đời. Cha, nay con về tới đây rồi, để cha làm một mâm cơm, trước là cúng ông bà tổ tiên, sau là để mừng con gái của cha thành gia lập thất chứ. Dạ. Cô gái vì nhẹ dạ cả tin và mê tín nên suýt nữa khiến cuộc đời mình bất hạnh. Nhưng may mắn người hiền sẽ gặp lành, cô sống hạnh phúc với hoàng tử suốt đời. Còn tên bán nhang, hắn phải nhận lấy hậu quả và làm mồi ngon của con trăng dữ, vì tính tình xảo quyệt, chuyên lừa gạt người khác. Thank you.